Ý kiến của Tổng Bí Thư về việc Hạ Tưởng triệu tập cuộc họp này là rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Mặc dù sắp thay đổi nhiệm kỳ nhưng sức ảnh hưởng của Tổng Bí Thư vẫn còn được duy trì sau 5 đến 10 năm sau đó. Những người ngồi đây đều theo Hạ Tưởng, đó là sự thật, nhưng vẫn phải để ý đến đánh giá của Tổng Bí Thư về Hạ Tưởng. Tổng Bí Thư nói Hạ Tưởng quay về quận Hạ Mã về lại chốn cũ, tổ chức một cuộc họp mặt bạn bè thì có gì phải ngạc nhiên. Lão Cổ vừa dứt lời, cả hội trường vang dội những tiếng vỗ tay. Lão Cổ lại nói, không cần vỗ tay, có gì cần phải vỗ tay chứ? Tôi vẫn chưa nói hết. Mọi người lại dừng lại, vô cùng chờ đợi nhìn hướng Lão Cổ. Những vị lão già trước đều khí thế phi phàm nhưng không bằng uy phong trong lời nói của Lão Cổ, dù sao ông cũng là người xuất thân trong quân đội, tác phong làm việc như mưa bão, nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Tôi cũng gọi điện về Bắc Kinh, gọi trực tiếp cho người mách tội Hạ Tưởng. Tôi nói, buổi tọa đàm của Hạ Tưởng không chỉ tôi tham gia mà còn có ba vị lão gia của Bắc Kinh cũng tham gia, đúng rồi, vẫn còn một lão gia ở Lĩnh Nam nữa, có cần phải mấy người già chúng tôi gọi điện cho anh không? Còn nữa, ở Bắc Kinh vẫn còn một ông họ Trịnh, nếu không phải là không thuận tiện thì cũng muốn đến quận Hạ Mã tham quan, có phải những việc này chúng tôi cũng cần báo cáo với anh một tiếng không? Đúng là khí phách Lão Cổ. Sau giây phút im lặng, không khí hội trường một lần nữa lại đạt đến cao trào. Tất cả mọi người đều đứng dậy, vỗ tay nhiệt tình cho lời nói của Lão Cổ. Ngay cả ông cụ Ngô, ông cụ Mai, ông cụ Khâu, ông cụ Quý đều đứng dậy, lần đầu tiên tâm phục khẩu phục vỗ tay vì Lão Cổ. Ông cụ Ngô trước đây đã từng không hợp với Lão Cổ, giờ cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý trước thế mạnh của Lão Cổ. Tôi về cũng sẽ nói với anh ta, nói là... Ông cụ Ngô lên tiếng. Trong nụ cười nhạt hàm chứa sự uy nghiêm như núi cao. Tôi phải nói vào mặt anh ta, trời có mưa, mẹ phải gả chồng, quản gì việc của người khác. Tự xem lại việc của bản thân rồi hãy lên tiếng. Dám soi mói Hạ Tưởng lần nữa, tôi cùng mấy ông ra tay, ngày ngày cưỡi ngựa đến Trung Nam Hải mách tội anh ta. So với lời của Lão Cổ, lời của ông cụ Ngô càng ẩn chứa sát khí, càng có sức uy hiếp. Mọi người lần đầu tiên tận tai nghe được sự va chạm của những người thuộc đẳng cấp cao nhất, ai ai cũng kích động muôn phần, vỗ đỏ cả tay. Thời khắc hội nghị cao trào nhất, từ từ hạ màn kết thúc. Đúng như nhiều người nghĩ, đại hội lần này là buổi đại hội toàn thể cuối cùng của Hạ Tưởng, sau này nhiều năm, đến khi Hạ Tưởng không còn làm quan nữa, ra rồi về lại quận Hạ Mã về lại chốn cũ, lúc đó mới triệu tập bộ hạ khi xưa, lại mở một cuộc đại hội như thế này ở đế vương. Chỉ có điều những người ngồi đây bây giờ khi đó đã không còn đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào nữa, đều nhìn rõ sự đời, xem nhẹ mọi việc. Trải qua sự việc mang tính chất lịch sử và sự thay đổi to lớn của quốc gia, khi gặp lại, vô số bộ hạ vây quanh Hạ Tưởng, cùng nhìn dòng chảy mãnh liệt của sông Hạ Mã. Tất cả đều như gió thổi qua mà thôi. Sau khi đại hội kết thúc, các vị bô lão đều cùng người nhà hoặc bộ hạ đi du lịch ở quận Hạ Mã, sau đó trở về Bắc Kinh. Tóm lại, dưới bầu trời trong lành của tỉnh Yến, thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử quận Hạ Mã, được khắc ghi trong lịch sử sông Trường Giang. Ngày hôm sau, sau khi tiễn các vị khách quý, dưới sự hộ tống của Đường Thiên Vân, Hạ Tưởng cùng Lý Đinh Sơn, Tống Chiêu Độ và cả Tống Nhất Phàm vui vẻ thoải mái một bữa, tất cả cùng đến thôn nội đô. Thôn nội đô tên là Thành Sừng Trang. Trải qua mười mấy năm, sau khi cải cách ở tỉnh Yến, thì may là còn lại Thành Sừng Trang. Vẫn giống như năm xưa sừng sững giữa thành phố. Chỉ có điều cùng với sự phát triển của thành phố, có rất nhiều tòa nhà cao tầng xây dựng xung quanh, Thành Sừng Trang bị chìm vào giữa, so với sự phồn vinh xung quanh thì rất không ăn nhập. Lý Đinh Sơn cũng im lặng không nói gì. Cuộc đời con người thật đúng là kỳ diệu, nếu như khi đó anh không nghe theo ý kiến của Hạ Tưởng, kiên quyết vứt bỏ công ty đang lâm vào tình thế khó khăn, chuyển sang làm quan thì giờ đây anh có lẽ đã trở thành một ông lão cô độc ở tòa soạn sống hết quãng đời còn lại rồi. Tống Chiêu Độ chăm chú nhìn vào ngôi nhà hai tầng quen thuộc trước mặt, anh đã từng không chỉ một lần đến đấy nhưng hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của Hạ Tưởng cho đến khi hắn gọi một cuộc điện thoại làm thay đổi số mệnh anh, dường như cuộc đời anh từ đó chuyển sang một bước ngoặt khác, sau đó nhanh chóng bắn một mũi tên hoàn thiện đâm thẳng vào mây trời. Ngôi nhà nhỏ hai tầng vẫn ở đó. Trên giàn nho còn có rất nhiều quả, từng chùm to to nhỏ nhỏ xếp đầy. Trên bức tường phía xa xa vẫn còn có vài cây mướp đang leo lên, thời gian giống như dừng lại ngay đúng năm đó vậy, tất cả không có chút gì thay đổi. Hạ Tưởng nhất thời lơ đãng,
giống như là vẫn nghe thấy tiếng ho của Lý Đinh Sơn ở trên lầu vọng xuống, và cả những tiếng chuông điện thoại quen thuộc nữa. Lại nhìn về nơi vốn là nơi Lý Đinh Sơn dừng chiếc xe Maxima, ở đó giờ đây đang có vài chiếc Audi đang đỗ, nhắc nhở hắn thời gian đang trôi đi, là sự thật xưa không bằng nay. Cửa phòng vừa mở có một người từ bên trong đẩy cửa bước ra, là một ông lão, hỏi một cách nghi hoặc. Các cậu, muốn tìm ai, muốn thuê phòng à? Ồ, hóa ra đây là chủ nhà năm đó, mười mấy năm trôi qua rồi, ông ta già đi rất nhiều, nhưng Hạ Tưởng chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay. Chúng tôi không thuê phòng, chỉ xem thôi. Tống Chiêu Độ chủ động cười. Ông à, nhà của ông có một đại nhân vật, ông không biết sao? Đại nhân vật gì vậy? Ông chủ nhà rõ ràng là không nhận ra Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn. Ông chớp chớp mắt nhìn mấy người khách rồi lại quay đi. Không thuê thì thôi, tôi vẫn còn phải ngủ thêm một lúc nữa. Mười mấy năm thời gian nói dài không dài, nói ngắn không phải ngắn. Dài đến mức làm cho một người từ vô danh trở thành nổi tiếng khắp thiên hạ. Ngắn đến mức làm cho một người vừa ngủ dậy chợt nhận ra là đã hoàng hôn. Khoảng cách giữa con người với con người sao lại lớn đến vậy? Tống Nhất Phàm bất giác lắc lắc đầu. Anh Hạ, ông chủ nhà ngay cả đến việc nhà ông ta xuất hiện một đại nhân vật cũng không quan tâm, chỉ biết ngủ, làm gì có nhiều giấc mà ngủ đến vậy. Trước khi sinh ra đã ngủ rất lâu rồi, chết đi cũng chìm vào giấc thiên thu, tại sao đời người ngắn ngủi vậy mà lại lãng phí vào việc ngủ? Thật đúng là không thể hiểu được. Việc khó hiểu trên đời này nhiều lắm, Hạ Tưởng cười. Mỗi người có cách sống riêng, chỉ cần bản thân nghĩ là hạnh phúc là được rồi, không nhất thiết phải căn cứ vào tiêu chuẩn của bản thân để đánh giá người khác. Tống Chiêu Độ và Lý Đinh Sơn không nói gì nhìn nhau cười, thời gian mười mấy năm trong chớp mắt đã trôi qua, tất cả đều không thể nói thành lời. Những người đi cùng còn có Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ quan sát sắc mặt từng người, âm thầm đưa ra một quyết định mạo hiểm trong thời gian anh còn cầm quyền ở thành phố Yến sẽ bảo tồn thành Sừng Trang, mãi không phá bỏ, mà còn cố hết sức đưa thành Sừng Trang thành một di tích văn hóa thắng cảnh được bảo tồn mãi mãi. Đợi bao nhiêu năm sau, khi Chủ tịch Hạ hỏi đến, hoặc là khi hắn có tâm trạng muốn đến thành Sừng Trang nghỉ ngơi, khi đó nếu hắn ta phát hiện ra thành Sừng Trang vẫn như xưa thì sẽ vui biết chừng nào. Trương Quốc Vĩ nói được làm được, trong thời gian nhiệm kỳ, anh ta đã mấy lần áp chế chủ ý dỡ bỏ thành Sừng Trang. Sau đó khi anh đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Yến vẫn tiếp tục bảo vệ thành Sừng Trang. Cho dù có quy hoạch đô thị thế nào đi nữa thì cũng không ai được động đến thành Sừng Trang dù chỉ là một viên gạch. Rất nhiều người không hiểu vì sao Trương Quốc Vĩ làm thế. Cho đến khi Trương Quốc Vĩ rời khỏi thành phố Yến, bí thư thành ủy và thị trưởng mới quyết định phá bỏ thành Sừng Trang. Khi mà sắp bắt đầu thi công thì có một người cấp dưới của Trương Quốc Vĩ đang là phó trưởng ban thư ký mới làm việc cho thành ủy vội vàng thông qua mọi con đường, tiết lộ với bí thư và thị trưởng một bí mật. Bí thư và thị trưởng sau khi nghe xong thì sợ toát mồ hôi, hạ lệnh hủy bỏ tất cả những chủ ý phá bỏ thành Sừng Trang. Cho đến rất nhiều năm sau, khi Hạ Tưởng quay trở lại thành Sừng Trang mới phát hiện ra nó vẫn ở đấy, hắn hiểu ra điều gì đấy và chỉ cười. Cấp dưới vì muốn lấy lòng cấp trên, phát kiệt trí não, đưa ra rất nhiều quyết định buồn cười. Hạ Tưởng rất có tình cảm với thành Sừng Trang, nhưng cũng không nhất thiết phải bảo tồn nó để làm cho hắn vui. May là thành Sừng Trang là minh chứng cho thôn nội đô của thành phố Yến được bảo tồn đến tận bây giờ, còn được sự tán thành của rất nhiều người dân, về sau phát triển thành một điểm du lịch nổi tiếng, coi như là một thành công bất ngờ. Sau đó Hạ Tưởng quay về Bắc Kinh, nhận được lời mời bí mật của Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Tiếp sau đó Hạ Tưởng về tỉnh Tây, vừa về đến tỉnh Tây, Hạ Tưởng liền đụng mặt với Lôi Trị Học. Sau khi thương lượng thỏa thuận, ngày thứ hai tỉnh Tây triệu tập một hội nghị thường vụ tỉnh ủy, thảo luận về sắp xếp nhân sự ở tỉnh Tây. Sau Lĩnh Nam, tỉnh Tây trở thành tỉnh cải cách thể chế chính trị thứ hai. Bức tranh về tương lai của tỉnh Tây đã dần dần được mở ra. Lôi Trị Học sắp tới sẽ rời đi, Hạ Tưởng nắm toàn quyền, người ngoài nhìn vào. Rõ ràng là chuẩn bị cho việc tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy. Không ít người trong tỉnh ủy phỏng đoán Chủ tịch Hạ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch chưa lâu, không đúng, không phải chưa lâu mà là chưa thông qua Hội đồng Nhân dân bổ nhiệm chính thức. Cũng có thể nói Hạ Tưởng bây giờ chỉ là Chủ tịch tỉnh tạm thời. Một Chủ tịch tạm thời trước khi thông qua bổ nhiệm chính thức lại đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, điều này từ trước đến nay hoàn toàn chưa xảy ra, làm sao có thể.
nhưng nếu như không phải Hạ Tưởng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy thì sau khi Lôi Trị Học đi rồi, ai sẽ đứng lên đảm nhiệm? Khi mọi người đang phỏng đoán và không thể hiểu thì đại hội lần thứ 18 cũng đang tới gần. Nhưng đêm trước của buổi đại hội lần thứ 18 mở ra, tỉnh Tây đã triệu tập một cuộc hội nghị thường vụ mang ý nghĩa trọng đại. Cuộc thảo luận vấn đề bí thư đảng ủy các thành phố tỉnh Yên không còn kiêm nhiệm cục trưởng cục công an đã được tiến hành. Hạ Tưởng ủng hộ, Lôi Trị Học không phản đối, cuối cùng hội nghị thường vụ tỉnh ủy thông qua biểu quyết. Do đó tỉnh Tây trở thành tỉnh thứ hai cải cách chính trị sau Lĩnh Nam, bí thư đảng ủy không kiêm nhiệm cục trưởng cục công an. Ngoài ra tốc độ điều chỉnh thay đổi của bí thư đảng ủy các nơi tỉnh Tây rất nhanh, làm người ta ngạc nhiên. Chỉ trong vòng mấy ngày đều đã điều chỉnh xong một lượt, hoàn thành một hành động có ý nghĩa lịch sử. Tỉnh Tây vừa điều chỉnh xong, giữa tiết trời thu tháng 10 của Bắc Kinh, đại hội lần thứ 18 chính thức diễn ra. Hạ Tưởng và Lôi Trị Học, cùng hơn 40 người được tuyển chọn khác xuất phát về Bắc Kinh tham dự đại hội, tham dự cuộc họp được ghi vào sử sách Trung Quốc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18. Đại hội lần thứ 18 diễn ra như một mốc đánh dấu chế độ chính trị đất nước đã bước sang một kỷ nguyên hoàn toàn mới, cũng dự báo trước 10 năm sau này là một thời đại hoàn toàn mới, Trung Quốc bước sang một thời kỳ mới của lịch sử. Không ngoài dự liệu, Quan Viễn Khúc trúng cử Tổng Bí thư Trung ương, trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị Thường vụ còn có Ngô Tài Dương, Đại Phục Thịnh, Cổ Thu Thật. Tổng cộng 7 người. Tin tức vừa được công bố lập tức làm chấn động truyền thông nước ngoài. Khôi phục chế độ thường vụ 7 ủy viên là một sự kiện chính trị quan trọng, dự báo thế cục chính trị đất nước có thể chuyển biến theo hướng có lợi. Tống Chiêu Độ, Khâu Nhân Lễ, Mai Thái Bình và Lôi Trị Học, giống như bên ngoài dự đoán, chúng cử thành công chức vụ ủy viên Trung ương Bộ Chính trị. Bốn người trên đều thuộc tiền lệ các tỉnh mà trước đây không có ủy viên chính trị kiêm nhiệm bí thư, điều này dự báo rằng sẽ có vài người phải rời đi. Thế cục chính trị sau đại hội lần thứ 18. Thế lực gia tộc trở thành cường thế, phe báo thủ bị bất lợi, phe bình dân tiếp tục giữ chức vụ, không bị yếu đi bao nhiêu nhưng cũng không bước thêm được bao nhiêu. Thế lực gia tộc và đoàn hệ trở thành những người chiến thắng lớn nhất. Một người chiến thắng ẩn mình nữa là Hạ Tưởng. Chế độ ủy viên thường vụ 7 người, chí ít cũng có 4 người có quan hệ mật thiết với hắn, Ngô Tài Dương không cần nói, từ việc ông ta chỉ xếp sau Quan Viễn Khúc có thể đưa ra kết luận. Chắc chắn là trong buổi đại hội của tháng 3 sang năm giữa Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ được chọn làm ủy viên đại hội. Quan hệ giữa hắn và Quan Viễn Khúc cũng không phải là nhạt, không nhắc đến việc hắn là học trò của Quan Viễn Khúc, kể cả Quan Viễn Khúc xuất thân từ thế lực gia tộc truyền thống thì cũng tự nhiên có ý tiếp cận hắn. Đại Phục Thịnh là can tướng của đoàn hệ, nếu như trước đây quan hệ của anh ta với Hạ Tưởng không mấy thân thiết, Hạ Tưởng cũng không hiểu anh ta lắm thì chuyến đi châu Âu đã tạo ra một chiếc cầu nối giữa anh ta và Hạ Tưởng, từ đó quan hệ hữu nghị giữa anh ta và Hạ Tưởng duy trì suốt nhiều năm. Quan Viễn Khúc trầm lặng, Đại Phục Thịnh ôn hòa, Ngô Tài Dương cẩn trọng, sự hợp tác của ba người bọn họ trong nhiệm kỳ tới chắc chắn sẽ làm cho Trung Quốc tự tin bước từng bước vững chắc. Mà Hạ Tưởng là người có mối quan hệ tốt đẹp với cả ba, sau đại hội lần thứ 18 đã chào đón thời kỳ hoàng kim trong cuộc đời hắn. Còn về quan hệ giữa Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng thì càng không phải nói. Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng rất thân thiết, có thể dùng từ tri kỷ để miêu tả. Trong chốn quan trường không có tri kỷ, nhưng giữa Cổ Thu Thật và Hạ Tưởng đúng là tri kỷ. Mà tình bạn giữa Hạ Tưởng và Cổ Thu Thật còn lưu truyền đến cả đời sau, trở thành mối quan hệ hình mẫu chân thành trong chốn quan trường. Cổ Thu Thật hết lòng dìu dắt giúp đỡ Hạ Tưởng, cho đến tận khi Hạ Tưởng lên ngôi ông ta mới lui về, mà còn lui đến cùng. Không hề lưu luyến quyền lực. Cổ Thu Thật nhậm chức, cũng là thời kỳ kinh tế chính trị phát triển ổn định nhất kể từ khi dựng nước, tạo ra điểm mở đầu tốt đẹp cho việc cầm quyền của Hạ Tưởng. Cuộc đời của Hạ Tưởng phải cảm ơn rất nhiều người, Cổ Thu Thật thực sự là một người mà tận trong tâm hắn cảm thấy thân thiết nhất, không chỉ là vì tuổi của Cổ Thu Thực và hắn gần bằng nhau, mà vì quan hệ lâu dài giữa Hạ Tưởng và Cổ Thu Thực đã là tình bạn trong suốt cuộc đời hắn. Sau đại hội lần thứ 18, nhiều nhân vật số 1 của một số tỉnh có chút điều chỉnh. Tất nhiên những tỉnh mà bị điều chỉnh ở đây đều là những tỉnh mà có bí thư tỉnh ủy trúng cử ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Tỉnh Tây cũng đang điều chỉnh nội bộ. Trước khi điều chỉnh, Hạ Tưởng nhận lệnh về Bắc Kinh, được Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh tiếp kiến. Dựa vào thân phận chủ tịch tỉnh của Hạ Tưởng mà vừa về đến Bắc Kinh đã được người đứng thứ nhất và người đứng thứ ba, thực chất là số 2 đồng thời tiếp kiến. Việc này trong nước từ trước đến nay tuyệt đối không có người thứ hai.
Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh là vị ứng cử viên bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây, đến trưng cầu ý kiến của Hạ Tường. Theo thường lệ, nếu như ứng cử viên thường vụ đồng cấp đảng ủy, thì Trung ương sẽ trưng cầu ý kiến của tỉnh ủy. Nhưng việc chọn lựa bí thư tỉnh ủy, Tổng Bí thư nói là muốn trưng cầu ý kiến của Chủ tịch tỉnh, chức Chủ tịch tỉnh này của Hạ Tường thật không phải bình thường. Khi gặp Quan Viễn Khúc, Hạ Tường nói sơ qua về việc bệnh viện công ích. Cho đến bây giờ, dưới sự thúc đẩy của Hạ Tường, các nơi trên toàn quốc đang rầm rộ xây dựng mười mấy bệnh viện công ích, hy vọng Trung ương có thể công khai ủng hộ bệnh viện công ích. Khi gặp Đại Phục Thịnh, Hạ Tường nhắc đến vấn đề sự nghiệp giáo dục hóa, quan hệ giữa hắn ta và Đại Phục Thịnh đã vượt qua quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, do đó hắn mới trực tiếp nhắc đến vấn đề giáo dục với Đại Phục Thịnh. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, phương hướng chế độ giáo dục không đúng thì học sinh sau khi được giáo dục sẽ có định hướng sai. Mà học sinh thì liên quan đến tương lai của đất nước, nếu học sinh một nước khi còn ngồi ghế nhà trường chỉ theo đuổi điểm số, khi ra trường sẽ chỉ theo đuổi tiền bạc, tiền đồ đất nước sẽ thật sự đáng lo ngại. Đại Phục Thịnh tỏ vẻ là sẽ nghiêm túc nghiên cứu ý kiến của Hạ Tường, và biểu thị đồng tình với sự nghiệp xây dựng viện dưỡng lão và bệnh viện công ích mà Hạ Tường đang chỉ đạo. Đại Phục Thịnh còn chỉ ra cho thấy các bộ ban ngành có liên quan đang nghiên cứu lập pháp để ủng hộ tính thực thi của việc xây dựng viện dưỡng lão và bệnh viện công ích. Tất cả các ban ngành có liên quan và người dân trên toàn quốc đều đang thảo luận trên mọi phương diện, đã bắt đầu thăm dò giai đoạn 1 đối với công tác lập pháp giai đoạn đầu. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là Ngô Tài Dương, nếu lập pháp thì ý kiến của Hạ Tường sẽ được Ngô Tài Dương truyền đạt trực tiếp đến người của ủy ban. Sau đó Hạ Tường lại gặp mặt Cổ Thu Thật. Cổ Thu Thật sau khi gia nhập thường vụ đồng nghĩa với việc hoàn toàn trôi nổi cùng dòng nước. Truyền thông các nước đều đưa tin liên tiếp, thật có giả có, làm anh ta đáp ứng không xuể. May là Cổ Thu Thật đã quen với điều đó, anh ta sớm đã không quan tâm đến những lời đồn thổi vô nghĩa đó. Là một người cấp trên, nếu như không có đầu óc thì dù có lừa được quần chúng thì cũng không qua mặt được quan chức cao cấp trong nước, hoặc là bị truyền thông nước ngoài làm cho tức chết. Đến rồi à Hạ Tường. Giọng điệu Cổ Thu Thật vẫn nhạt nhạt như vậy, nhẹ nhàng bắt tay Hạ Tường. Ngồi đi. Hạ Tường vẫn không thay đổi, vẫn là chủ tịch tỉnh. Cổ Thu Thật từ một lãnh đạo cấp phó quốc đã thăng chức thành lãnh đạo cấp quốc gia, thân phận không giống như trước đây. Trước mặt người khác không biết anh ta có thay đổi hay không thì không biết, nhưng trước mặt Hạ Tường anh vẫn thân thiện như ngày nào. Hạ Tường ngồi trước mặt Cổ Thu Thật cũng vẫn điềm nhiên như cũ, không vì thân phận của Cổ Thu Thật cao hơn trước đây mà tỏ ra khép nép, câu lệ. Bí thư Cổ, về việc sắp xếp bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tây tôi có chút ý kiến. Hạ Tường nói thẳng vào vấn đề, tuyệt nhiên không phải vì địa vị mới của Cổ Thu Thật mà nói chuyện phải e dè. Ồ, Cổ Thu Thật nhìn Hạ Tường với con mắt thích thú. Có ý tưởng gì? Cổ Thu Thật cũng biết trước đó Hạ Tường đã gặp riêng Quan Viễn Khúc và Đại Phục Thịnh rồi, không nghe nói Hạ Tường đưa ra ý kiến với hai người kia mà lại chỉ nói với anh, có thể thấy Hạ Tường vẫn tin tưởng anh ta nhiều nhất. Chỉ là ý tưởng chưa chín chắn của cá nhân tôi. Việc điều chỉnh bộ máy ở tỉnh Tây vẫn phải lấy đại cục làm trọng, bớt để ý đến tâm trạng từng cá nhân, mà tôi cũng không cho rằng mình đã chuẩn bị tốt. Hạ Tường nói trực tiếp suy nghĩ thật của mình. Cổ Thu Thật chăm chú nhìn Hạ Tường trong thoáng chốc, rồi cười nói. Có những lúc tôi nghĩ rằng tôi cũng không đủ hiểu anh. Được, tôi tôn trọng ý kiến của anh, có thể anh đã đúng. Hạ Tường cười vui mừng. Cảm ơn bí thư Cổ. Nếu nói lời cảm ơn một lần nữa thì là khách sáo rồi. Cổ Thu Thật vẫy tay. Tối nay vừa hay tôi rảnh rỗi, cùng nhau ăn bữa cơm nhé. Dựa vào thân phận hiện nay của Cổ Thu Thật thì lịch mỗi ngày chắc chắn là sắp dày kín, anh ta có thể chủ động mời Hạ Tường ăn cơm, đó là biểu hiện vô cùng quý trọng Hạ Tường, và cũng có việc quan trọng cần bàn với Hạ Tường. Hạ Tường suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Tôi gọi điện nói với Chủ tịch Quốc hội một câu, vốn dĩ tối nay hẹn ông ta cùng ăn cơm. Cổ Thu Thật cười ha ha. Được rồi, thể diện của tôi phải to hơn của ông ta chứ. Trong khi người nói người cười ấy, Cổ Thu Thật và Hạ Tường lại hoàn thành một cuộc giao lưu ăn ý nữa. Sau khi cùng Cổ Thu Thật ăn cơm xong, Hạ Tường nghỉ lại nhà lão Cổ, cùng lão Cổ hàn huyên, tâm tình chuyện tương lai. Nói đến Cổ Ngọc sắp trở về, tâm trạng lão Cổ thoải mái vô cùng. Cổ Ngọc sinh con trai, mà còn đặt tên là Cổ Lai. Ông đã già có thể bồng cháu, trước khi mất có thể nhìn thấy người nối dõi nhà họ Cổ, ông kéo tay Hạ Tường, vô cùng cảm động nói.
Hạ Tưởng, ta bây giờ có chết cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Hạ Tưởng an ủi lão cổ. Ông tuy tuổi đã cao nhưng mà vẫn còn khỏe lắm, nhất định là sẽ sống đến khi Cổ Lai trưởng thành, tận mắt nhìn thấy Cổ Lai sinh con, như thế thì hạnh phúc biết bao. Tốt thì tốt, ai mà chẳng muốn sống lâu trăm tuổi. Lão cổ vô cùng buồn rầu nói. Ta có dự cảm là sẽ không sống được đến ngày Cổ Lai trưởng thành, chỉ cần có thể sống đến khi Cổ Lai được 10 tuổi là ta mãn nguyện lắm rồi. Hạ Tưởng, sau này Cổ Ngọc, Cổ Lai giao cho anh, khi ta không còn nữa thì anh nhất định phải đối xử tốt với chúng, để chúng được bình an, vui vẻ sống suốt đời. Hạ Tưởng nắm chặt tay ông lão, nghe lời dặn dò của ông lão trước lúc lâm chung, nghĩ đến tình yêu mà mười mấy năm nay lão cổ đối với hắn, tự nhiên nước mắt tuôn rơi. Thế là mùa đông chớp mắt đã trôi qua. Lại là đến mùa xuân trăm hoa đua nở. Tỉnh Tây triệu tập đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn tỉnh. Trong cuộc họp, Hạ Tưởng chính thức toàn phiếu trúng cử chức vụ chủ tịch tỉnh Tỉnh Tây. Không sai, sau khi Lôi Chỉ Học bị rời khỏi Tỉnh Tây thì Hạ Tưởng không còn người thuận thế kế nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, mà phải chọn một người từ nơi khác đến đảm nhiệm chức vụ này. Trước đây, bí thư tỉnh ủy mới đã đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh hai nhiệm kỳ. Nếu như không có cơ hội lần này thì sẽ trực tiếp bị lùi về tuyến 2 rồi. Thế nên lòng biết ơn của ông ta đối với Hạ Tưởng không thể nói thành lời, bởi vì ông biết rõ, vốn dĩ Trung ương sắp xếp Hạ Tưởng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, khi trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng thì hắn lấy lý do tuổi còn quá trẻ để từ chối, và đề xuất trong các bí thư tỉnh ủy đương nhiệm nên cố gắng quan tâm đến những đồng chí lão thành. Kết quả là dưới sự khiêm nhường của Hạ Tưởng, dưới sự quan tâm chiếu cố của Trung ương, người vốn dĩ không thể tiếp tục đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy bỗng nhiên lại nhận được cơ hội trên trời rơi xuống, làm cho ông ta vui mừng khôn xiết. Tất nhiên ông cũng hiểu rằng rất nhiều quan chức khác trong tỉnh cũng phù hợp với điều kiện trên, dựa vào cái gì thì cũng không đến lượt ông ta. Chọn ông ta thứ nhất là vì chiếu cố đến điểm xuất phát của ông, thứ hai là vì ông ta cũng chỉ còn 2-3 năm nữa, lúc đó có thể thoái vị cho Hạ Tưởng bất cứ lúc nào. Mà tính cách của ông cũng ôn hòa, trên danh nghĩa thì là bí thư tỉnh ủy. Thực ra là làm nền cho Hạ Tưởng. Còn vì sao mà Hạ Tưởng từ bỏ vị trí bí thư tỉnh ủy, tiếp tục làm chủ tịch tỉnh thì ông đoán được một hai phần. Hạ Tưởng đúng là còn quá trẻ, tiếp tục rèn luyện thêm vài năm ở vị trí chủ tịch tỉnh là một điều tốt. Và cũng tốt cho việc nắm bắt chuyển hình kinh tế ở tỉnh Tây, mở rộng thành quả. Hơn nữa khiêm tốn cũng là một việc tốt, khi nhiệm kỳ mới vừa nhậm chức vẫn còn mất một thời gian mài giũa và thích ứng. Hạ Tưởng tiếp tục ở vị trí chủ tịch tỉnh rèn luyện, vừa có thể kín tiếng làm việc lớn, trong rất nhiều việc đại sự thì không cần giấu giếm khi bày tỏ lập trường của mình với Trung ương. Từ trước đến nay những việc cần phải thể hiện quan điểm với Trung ương đều do bí thư tỉnh ủy ra mặt thực hiện. Sau khi Hạ Tưởng chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tỉnh Tây thì Tỉnh Tây như chào đón một mùa xuân rạng rỡ nhất trong suốt mười mấy năm, trời xanh mây trắng, ngày đẹp gió ấm, gió xuân mơn mởn. Môi trường là điều căn bản để sinh tồn, ai cũng hy vọng có một môi trường trong sạch. Nếu như tài sản nghìn vạn, đi xe đắt tiền, ở biệt thự, nhưng vừa ra ngoài là gặp rác rưởi ruồi nhặng đầy trời mà có tâm trạng tốt mới lạ. Trước đó chính phủ Trung ương cũng hoàn thành đổi nhiệm kỳ, Đại Phục Thịnh trúng cử Thủ tướng Chính phủ, Tống Chiêu Độ trúng cử Phó Thủ tướng, phân công quản lý tài chính và nguồn năng lượng. Tài chính và nguồn năng lượng là hai nguồn quan trọng trong nền kinh tế quốc gia. Trọng trách của Tống Chiêu Độ hết sức to lớn, rất được coi trọng. Mặc dù trong bảng xếp hạng Phó Thủ tướng anh ta xếp thứ hai nhưng lại xếp thứ nhất trong Phó Thủ tướng Thường vụ, nhưng giới bên ngoài thường cho rằng Tống Chiêu Độ mới là trợ lý quan trọng của Đại Phục Thịnh. Thế cục đất nước bước vào giai đoạn ổn định phát triển nhanh chóng. Sau 2 năm, bộ máy tỉnh ủy tỉnh Tây tiếp tục điều chỉnh. Hạ Tưởng 39 tuổi tại Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Tây trúng cử chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Tây. Trở thành bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi nhất nước, điều này làm náo động một thời. Tin tức trong và ngoài nước ầm ầm đưa tin về Hạ Tưởng, thậm chí có một bộ phận truyền thông Mỹ còn kinh ngạc thốt lên, đối mặt với Hạ Tưởng một tài năng nổi bật như vậy, nước Mỹ có nên làm điều gì đó hay không? Sự thực là khi đối mặt với tài năng như Hạ Tưởng thì nước Mỹ không thể kiềm chế, hoàn toàn không có cách gì. Nước Mỹ bồi dưỡng ra đa số Mỹ gian đều chủ động vì nước Mỹ mà khua cờ kêu gọi. Còn phát biểu những bài văn khiêu khích Hạ Tưởng, trên mạng thì lợi dụng đảng ngũ Mao để bôi nhọ Hạ Tưởng, nhưng tất cả đều không thể cản trở Hạ Tưởng ngẩng cao đầu bước về phía trước. Dưới thể chế quan viễn khúc, Đại Phục Thịnh, còn thêm Ngô Tài Dương là chủ tịch quốc hội, ba sức mạnh đó giống như ba cột dựng lên một hình tam giác thép,
kiên định không thể lật đổ. Hạ Tưởng dưới sự bảo vệ của tam giác thép đó, nếu như gặp phải thế lực nào cản trở hắn trưởng thành thì dường như đó là tai họa của đất nước. Bí thư tỉnh ủy 39 tuổi là một vị trí cao không thể với trong lịch sử nước Cộng Hòa, con đường trưởng thành của Hạ Tưởng luôn được những người trong chốn quan trường gọi là ngọn đèn sáng. Cổ nhân Tôn Tiêu Hà là, ngày nay, trong chốn quan trường trong nước lưu truyền một cách nói, Hạ Tưởng là đương kim. Hạ Tưởng đảm nhiệm chức vụ ở tỉnh Tây đến hết nhiệm kỳ. 5 năm sau, Hạ Tưởng 44 tuổi, từ vị trí bí thư tỉnh ủy được thăng chức lên ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, từ hậu trường chuyển sang tiền tuyến, chính thức lộ diện, trở thành ứng cử viên nối nhiệm. So với tổng bí thư gia nhập thường vụ thì nhỏ hơn 6 tuổi, cũng nhỏ hơn Cổ Thu Thật gia nhập thường vụ 5 tuổi, trở thành ủy viên thường vụ Bộ Chính trị trẻ tuổi nhất từ sau cải cách mở cửa. Theo thường lệ sau khi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quốc gia, thì mới có lãnh đạo các nước khác gửi điện chúc mừng. Nhưng Hạ Tưởng vừa được chọn làm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị thì đã nhận được rất nhiều thiệp mừng, điện mừng từ lãnh đạo nước ngoài, người đầu tiên gửi thiệp mừng là người mà tất cả mọi người đều không ngờ đến, chính là từ nước Mỹ. Tính cách của nước Mỹ, trong nước có rất nhiều phái cho đến bây giờ cũng không rõ hoặc không dám thừa nhận, anh yếu, ức hiếp không cần thương lượng, anh mạnh, tôn trọng không cần thương lượng. Hạ Tưởng thì quá rõ tính cách của nước Mỹ, hắn hồi âm đơn giản, thậm chí còn không có cả sự nhiệt tình. Chỉ là một câu nói quen thuộc trong việc công. Hồi âm của Hạ Tưởng làm khơi dậy sóng gió ở Mỹ, phái chủ chiến chủ trương bắt đầu không đối thoại với Hạ Tưởng nữa, để Hạ Tưởng nhận thấy thế mạnh và sự vĩ đại của nước Mỹ. Phe hòa bình thì cho rằng nên đối thoại là chính, Hạ Tưởng ưa mềm không thích cứng, với tình hình Trung Quốc bây giờ không còn là lúc nước Mỹ chỉ cần khua tay là sợ nhắm mắt tè ra quần nữa rồi. Mà Hạ Tưởng cũng không phải là người mà năm đó chỉ cần cho nổ đại sứ quán là không dám lộ diện. Điều chủ yếu là Hạ Tưởng không có tiền gửi cá nhân ở nước Mỹ, không sợ khi Mỹ đóng băng tiền tiết kiệm thì sẽ cắt đứt con đường sau này của hắn. Nghe nói Hạ Tưởng còn có thể ảnh hưởng đến một số công ty nổi tiếng có cổ phiếu lên đến 1.000 tỷ USD ở Mỹ. Nước Mỹ cũng cảm nhận thấy cái nghiến răng đầy sắc lạnh của Hạ Tưởng. Lúc này Liên Nhược Hạm đã định cư ở Mỹ, mỗi năm về nước vài lần, nhưng đa số thời gian đền sống ở Mỹ. Ngoài việc dốc hết tâm sức để nuôi dạy Ngô Liên Hạ và Liên Tâm ra thì phần lớn tâm huyết cô dùng vào việc phát triển hùng mạnh các ngành nghề dưới danh nghĩa. Thời gian mấy năm nay các ngành nghề của Liên Nhược Hàm cũng ổn định tăng trưởng, quy mô phát triển tăng khoảng 2/3. Dựa vào quy mô khổng lồ của sản nghiệp của Liên Nhược Hàm, thì mức tăng trưởng 2/3 tuyệt đối chưa phải là một thành công. Liên Nhược Hàm bây giờ tuy vẫn giống như trước kia không quan tâm đến chuyện chính trị, nhưng do kinh tế nước Mỹ ảnh hưởng đến tính đặc thù của chính trị, cô vô tư tham gia, ủng hộ các nghị viên tranh cử, bây giờ sức ảnh hưởng của cô đối với Quốc hội Mỹ đã vượt qua bất kỳ người Hoa nào. Đúng là tác dụng dẫn đầu của Liên Nhược Hạm làm cho những người Hoa ở Mỹ cũng bắt đầu tham gia vào chính trị, học được cách lợi dụng thủ đoạn chính trị để bảo vệ quyền lợi bản thân ở Mỹ, không còn mặc kệ giống trước đây tự làm theo ý mình, chia năm xẻ bảy dễ bị bắt nạt. Người Hoa ở Mỹ ngày càng lớn mạnh hơn. Đầu tiên là trong suốt bao nhiêu năm lần đầu tiên xuất hiện nữ quốc vụ viện Hoa Kiều, nhiều năm sau đó, khi nước Mỹ xây dựng được 300 năm thì cuối cùng đã xuất hiện một vị tổng thống gốc Hoa. Lịch sử không quên công lao của Liên Nhược Hạm, mà đứng đằng sau Liên Nhược Hạm, người đã vì vô số người Hoa sáng lập cục diện mang tính lịch sử là công lao của Hạ Tưởng. Sau khi một vị tổng thống gốc Hoa trúng cử, khi phát biểu nhậm chức, người đầu tiên ông ta cảm ơn là Liên Nhược Hạm. Trong lời cảm ơn của mình ông gọi Liên Nhược Hạm là người mẹ của những người Hoa ở Mỹ. Từ đó những người Hoa ở Mỹ đều tôn kính gọi Liên Nhược Hạm là mẹ của người Hoa ở Mỹ. Khi người Hoa ở Mỹ kết thúc lịch sử những người có thế lực kinh tế nhưng địa vị chính trị thấp, ngẩng cao đầu đi khắp nơi ở Mỹ. Khi Hạ Tưởng lên đến đỉnh cao thì Tào Thù Lê mới hơn 50 tuổi một chút, bà một đời dửng dưng trước chuyện thế sự, tâm tính đạm bạc và vẻ ngoài trẻ trung, cộng thêm việc bà luôn đứng ở trong hậu trường. Rất ít khi xuất đầu lộ diện, đợi đến khi cùng Hạ Tưởng xuất hiện phỏng vấn, không một truyền thông nước ngoài nào không kinh ngạc gọi bà là người trời. Không ngừng khen ngợi trước sự ôn hòa, nho nhã của bà, không tiếc khi dùng từ ngữ đẹp đẽ nhất để miêu tả bà là phu nhân đoan trang, hoàn mỹ nhất thế giới. Trước đây đệ nhất phu nhân nước Mỹ dường như là danh từ riêng chỉ đệ nhất phu nhân toàn cầu, nhưng đến thời Hạ Tưởng do sự phồn vinh lớn mạnh vô đối của Trung Quốc. Cũng do sự tuyệt thế tao nhã của Tào Thù Lê mà chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi một tòa soạn báo ở Mỹ công khai gọi Tào Thù Lê là đệ nhất phu nhân thế giới, thì
thì truyền thông các nước đua nhau gọi, rất nhanh danh hiệu đệ nhất phu nhân đã được gọi vang ở khắp nơi trên thế giới. Từ một phu nhân chủ tịch quận trở thành phu nhân chủ tịch tỉnh, đến phu nhân bí thư tỉnh ủy, đệ nhất phu nhân và đệ nhất phu nhân thế giới, Tào Thù Lê trước sau vẫn là Tào Thù Lê, vẫn đạm bạc như hoa cúc, ung dung tự tại, không có chút thay đổi, cũng chính là tính cách vân đạm phong thanh của bà từ trước đến nay mà tạo thành một Hạ Tưởng không sợ hãi trước bất cứ việc gì, bình tĩnh trước mọi việc. Cả cuộc đời Hạ Tưởng cần cảm ơn hai người phụ nữ, đó là Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê, cũng chính là sự phối hợp hài hòa của hai người phụ nữ này làm cho hắn như cá gặp nước, vật lộn với sóng gió trốn quan trường, cuối cùng leo lên đến đỉnh cao nhất. Tất nhiên cũng không thể tách rời khỏi năng lực cá nhân của Hạ Tưởng, khi hắn nhậm chức, may là thời kỳ tốt nhất trong lịch sử Trung Quốc, kinh tế phát triển đến quy mô lớn nhất, trình độ dân trí cũng đạt được trình độ có thể thực thi dân chủ. Trong nhiệm kỳ của Hạ Tưởng đã thúc đẩy cải cách thể chế chính trị Trung Quốc, thiết lập căn bản để Trung Quốc trăm năm sau phát triển phồn thịnh. Nếu bắt buộc phải nói thật thì những người phụ nữ mà cuộc đời Hạ Tưởng phải cảm ơn ngoài Liên Nhược Hạm và Tào Thù Lê ra, người thứ ba mà hắn cần phải cảm ơn nhất, đó là Cổ Ngọc. Đúng vậy, vừa không phải là Tiếu Giai người ở cùng hắn sớm nhất, lặng lẽ cổ vũ hắn, cũng không phải là người chờ đợi hắn suốt 10 năm nghiêm tiểu thì, thậm chí cũng không phải là người can tâm tình nguyện hy sinh tính mạng vì hắn như Quý Như Lan, mà lại là người luôn luôn lạnh nhạt thờ ơ với hắn Cổ Ngọc. Không phải vì Cổ Ngọc sinh cho hắn một đứa con trai, cũng không phải vì cô ta từ trước đến nay không đòi hỏi bất cứ điều gì từ hắn, luôn luôn yêu hắn, không gây áp lực với hắn, mà là vì Cổ Ngọc nuôi dạy một người có ý nghĩa vĩ đại không thể thay thế đối với dân tộc Trung Hoa Cổ Phong. Nếu như nói năm đó người cha lật đổ vương triều phong kiến thì Cổ Phong là người khai sáng dân chủ, ý nghĩa thực sự trong lịch sử Trung Quốc. Dưới sự dẫn dắt của Hạ Tưởng, Trung Quốc khôi phục được sự phồn thịnh đời Đường, còn dưới sự dẫn dắt của Cổ Phong, Trung Quốc hoàn toàn có thể vượt xa thời Đường, trở thành cường quốc hưng thịnh nhất thế giới. Về cơ bản mà nói, thành công của Cổ Phong có một nửa là công lao của Hạ Tưởng. Nhưng ở góc độ khác mà nói, sự trưởng thành của Cổ Phong hoàn toàn là dưới sự ảnh hưởng của Cổ Ngọc. Năm tháng trôi qua, rất nhiều người xa lìa, rất nhiều người lại gần, cuộc đời chính là một buổi yến tiệc ly hợp không ngừng, có bắt đầu ắt phải có kết thúc, dù là hài kịch hay bi kịch nhưng kết thúc thì luôn luôn phải có. Hạ Tưởng đảm nhiệm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị được 3 năm thì ông cụ Khâu Từ giã cõi đời. Năm thứ 5, ông cụ Mai chút hơi thở cuối cùng. Khi nhiệm kỳ thứ 2 ủy viên thường vụ Bộ Chính trị của Hạ Tưởng vừa mới bắt đầu, khi tên của hắn từ vị trí cuối cùng đã nhảy lên vị trí thứ 5 thì hắn đã là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa, trưởng ban thư ký Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa, phó chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hiệu trưởng trường Trung ương Đảng, phó chủ tịch hội viên ủy ban quân sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Hoa, phó chủ tịch hội viên ủy ban quân sự Trung ương nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nghĩa là hoàn toàn nắm chắc vị trí người kế nhiệm, cho dù lúc này Ngô Tài Dương đã từ chức nhưng từ lâu Hạ Tưởng đã từ một cánh rừng rậm trở thành một ngọn núi cao sừng sững, cho dù không có Ngô Tài Dương che chở thì vị trí vững chắc đó của hắn không ai có thể lay chuyển được. Một điều kiện khác có lợi cho Hạ Tưởng đó là, sau khi Ngô Tài Dương nghỉ hưu Mai Thái Bình sẽ thế chỗ, thú vị còn ở chỗ, Phó Tiên Phong cũng vào bộ, Hạ Tưởng trên có Cổ Thu Thật, ngang hàng có Mai Thái Bình dưới có Phó Tiên Phong, địa vị vững như bàn thạch. Như thế thì ông cụ Ngô có thể ngậm cười nơi chín suối được rồi. Ông cụ Ngô đã cố gắng nắm chặt tay Hạ Tưởng trong hơi thở cuối cùng, nét mặt không bi thương mà là mãn nguyện. Hạ Tưởng, ông sắp đi rồi, người già mà, sẽ có một ngày thế này, nếu như cứ mãi luyến tiếc không chịu ra đi, cũng là một gánh nặng. Cháu có ngày hôm nay, ông rất mừng, rất mãn nguyện, chỉ tiếc là vẫn không thể thấy được ngày cháu leo lên đến đỉnh. Lúc ông cụ Khâu lìa trần Hạ Tưởng không khóc, lúc ông cụ Mai mất hắn cũng gắng nén những giọt nước mắt, nhưng ông cụ Ngô rất mực yêu thương xem hắn như người thân sắp xa rời nhân gian, giờ đây dù hắn có là một trong những lãnh đạo cấp quốc gia cũng không thể kìm chế nổi cảm xúc trong lòng, nước mắt cứ thế mà trào ra. Ông, sống chết ở phía trước thì lời nào cũng chỉ là một khoảng trắng. Khóc cái gì, ta sống thế được rồi, như dân gian nói, giờ có chết cũng là hỷ tang rồi, chỉ tiếc một điều ta đi trước lão cổ một bước, ông ta có thể sống hơn ta. Bỗng nhiên lúc đó tinh thần ông cụ dường như tốt lên rất nhiều thần thái trong ánh mắt lóe lên khác thường nhưng sức lực trong tay hắn dần dần biến mất, Hạ Tưởng lòng đau như cắt, ánh sáng sinh mệnh cuối cùng của ông cụ bùng cháy vượt xa bình thường, là hồi quang phản chiếu.
Cả đời ông có một việc luôn canh cánh trong lòng là năm cháu ở thành phố Yến, trong lúc giận dữ ông đã ra tay với cháu. Bao nhiêu năm qua ông luôn tránh vấn đề này, thực ra là ông đang trốn tránh. Việc này luôn là tâm bệnh của ông, bây giờ ông sắp chết, Hạ Tưởng, cháu đừng ngại, ông phải tự mình nói với cháu một câu xin lỗi, đúng là những việc trước đây ông đã sai, ông không nên xuống tay mạnh như thế với người tuổi còn trẻ như cháu. Ông đừng nói thế. Hạ Tưởng khóc không thành tiếng, hắn luôn khắc cốt ghi tâm sự việc năm đó ông cụ đã đối với hắn, chưa bao giờ quên nhưng vì ông cụ chẳng bao giờ nhắc đến, còn là lòng tự trọng của người già choán hết, hơn nữa tình yêu mến quan tâm bao lâu nay của ông đối với hắn đã sớm bù đắp được nỗi đau năm đó rồi. Hắn làm sao mà không hiểu nỗi lòng ông, người kiên cường, tự trọng lại không bao giờ nhận thua như ông ngoài tính cố chấp ra thì ông là người đáng kính, luôn che chở cho hắn nên trước nay hắn chưa bao giờ hận ông. Tình yêu mà ông dành cho hắn thậm chí còn hơn cả dành cho cháu đích tôn họ Ngô, hắn sao có thể hận người năm xưa vì bảo vệ cháu gái mà nổi giận lôi đình cơ chứ? Không nói thì không còn cơ hội để nói nữa rồi. Ông không để ý đến sự phản đối của Hạ Tưởng mà tiếp tục chăn chối. Hạ Tưởng, bao nhiêu năm nay ông yêu mến cháu không hề làm ông thất vọng nên có nhắm mắt xuôi tay cũng an lòng rồi. Cháu là một đứa cháu ngoan, ông luôn luôn coi cháu như máu mủ ruột già. Hạ Tưởng đau lòng tới mức không thể nói lên lời, gần như đứng không vững nữa, hắn cứ nghĩ mình rất kiên cường, thế mà khi đối mặt với sinh tử của ông cụ Ngô, hắn vẫn yếu đuối đến nỗi chẳng có chút sức lực nào. Cháu, có thể gọi ông một tiếng ông không? Ông! Hạ Tưởng khóc giống lên. Ông cụ Ngô từ từ nhắm mắt tươi cười, vĩnh viễn khép đôi mắt đã từng chinh phục biết bao người. Sự ra đi của một cụ già đã làm một nửa Bắc Kinh chìm trong bi thương. Sự ra đi của ông cụ Ngô là đòn chí mạng với lão cổ đã tuổi già sức yếu, đã nếm trải đủ mùi vị cuộc đời nên đối với cái chết ngay trước mắt rất bình tĩnh. Chỉ là vì sự ra đi lần lượt của vài ông bạn già làm ông cảm thấy cô đơn giống như không còn những người bạn đó mình ông có sống cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Bây giờ người cao tuổi nhất chỉ còn có lão cổ nên toàn bộ lòng hiếu thuận của Hạ Tưởng đều dành cho ông, còn đón cả bố mẹ từ Đan Thành đến sống cùng lão cổ. Hạ Tưởng không biết mặt ông nội ngay từ bé mà bà nội cũng mất sớm nên sự hiếu thuận của hắn đối với người già cũng có thể là do thiếu hụt tình yêu của ông bà ngay từ thuở ấu thơ. Cũng có thể là do đồng cảnh ngộ vì Hạ Thiên Thành sớm mồ côi cha nên chăm sóc lão cổ hết sức chu đáo. Nhờ có Hạ Thiên Thành và Trương Lan chăm sóc mà tinh thần của lão cổ khá lên rất nhiều, vì tình yêu thương mà ông dành cho Hạ Tưởng mà ông xem Hạ Thiên Thành và Trương Lan như người một nhà. Chỉ mong có cha mẹ làm bạn có thể bù đắp ít nhiều nỗi đau mất con trai của ông. Hạ Tưởng vừa lo việc nước mà vẫn suy nghĩ vô cùng thấu đáo cho những người già bên cạnh. Mấy năm sau, Hạ Tưởng là lãnh đạo tối cao. Năm đầu tiên sau khi Hạ Tưởng nắm quyền, cục diện thế giới hoàn toàn thay đổi, bước vào một thời kỳ hoàn toàn mới. Như ánh hừng đông nơi chân trời, mang tia nắng ấm áp lan tỏa khắp không gian, một ngày mới đã đến mở ra một thời đại huy hoàng thời đại Hạ Tưởng. Tái bút Đường Thiên Vân. Chủ tịch Đường, có điện thoại. Thư ký quan đắc vội vàng gõ cửa bước vào, vội vội vàng vàng báo cáo với Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân bình tĩnh nhìn quan đắc một cái, có chút không hài lòng, nói. Quan đắc, tôi nói bao nhiêu lần rồi, gặp phải việc gì cũng phải bình tĩnh, không được hoang mang, nhìn bộ dạng anh bây giờ, thật không ra thể thống gì. Quan đắc là thư ký mới của Đường Thiên Vân, vừa được điều từ Đại học Hà Hải đến. Trước là giáo sư lịch sử, một cơ hội ngẫu nhiên đã được Đường Thiên Vân để ý, và điều về bên cạnh làm thư ký mới. Đường Thiên Vân rất biết nhìn xa trông rộng, anh nhìn ra được tính điềm đạm, chững chạc của quan đắc, cho rằng tính cách của quan đắc có điểm giống anh. Đường Thiên Vân hy vọng đồng thời với việc có được một trợ thủ đắc lực thì cũng có dụng ý bồi dưỡng quan đắc thành một lực lượng dự bị. Chưa chắc có thể trở thành lực lượng dự bị quan trọng, nhưng ít nhất là lực lượng dự bị có thể sử dụng rộng rãi. Chủ tịch Hạ đã nói, hắn tin tưởng con mắt của mình, hy vọng Đường Thiên Vân có thể chia sẻ bớt lo lắng cho hắn. Bây giờ chủ tịch Hạ quá bận, nếu có thuật phân thân, anh là người nhiều mưu kế, lại là trợ thủ đắc lực của chủ tịch Hạ chắc chắn phải vì chủ tịch mà làm hết sức mình có thể. Đáng ra là nếu theo kế hoạch ban đầu thì Đường Thiên Vân không đến tỉnh Yến nhậm chức chủ tịch tỉnh, nhưng vì tình hình ở tỉnh Yến có chút thay đổi, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Hạ Tưởng, Đường Thiên Vân phải rời khỏi Bắc Kinh. Đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Yến, thay Hạ Tưởng xử lý nguy cơ đột phát. Giống như sự việc sữa bột tứ nghiêu trước đây, sự việc phát sinh ở tỉnh Yến nói to không to,
nhỏ không nhỏ, nhưng ảnh hưởng đến thế cục của Hạ Tưởng, bắt buộc phải do người Hạ Tưởng tin tưởng nhất đứng ra giải quyết. Bành Vân Phong lúc này đã bước đầu mở ra cục diện ở văn phòng trung ương, anh ta đi rõ ràng là không hợp lý. Còn Trần Thiên Vũ đã vì chủ tịch Hạ mà đi đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Tây, nhất thời điều động về tỉnh Yến e rằng không được. Sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi thì Đường Thiên Vân là ứng cử viên hợp lý nhất. Đường Thiên Vân biết chức chủ tịch tỉnh của mình ở tỉnh Yến chỉ là kế tạm thời, khả năng chỉ một năm hoặc cùng lắm là hai năm thì sẽ quay về Bắc Kinh. Nhưng bất luận thời gian dài hay ngắn, làm gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn, không thể phụ sự tin tưởng của chủ tịch Hạ, càng không thể đến không một lần, phải vì chủ tịch Hạ mà bố trí tốt thế trận ở tỉnh Yến. Tỉnh Yến là tỉnh mẹ của chủ tịch Hạ, là tỉnh mà chủ tịch nhớ nhất, tuyệt đối không để có bất cứ sai sót nào. Mặc dù Hạ Tưởng bây giờ mới là phó chủ tịch nước, nhưng vị trí của người kế nhiệm đã củng cố. Người đứng thứ 5 trong ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, trên thực tế là đứng thứ 2. Đường Thiên Vân vừa đến tỉnh Yến liền dốc toàn tâm toàn sức vào công tác thu cục, về cơ bản mọi việc đều thuận lợi, dựa vào năng lực rèn luyện bao nhiêu năm khi ở bên cạnh Hạ Tưởng của Đường Thiên Vân, cộng thêm với thân phận là thư ký đặc biệt của Hạ Tưởng mà tất cả mọi người trong nước đều biết đến, làm cho anh vừa đến tỉnh Yến đã mở ra một cục diện mới. Thời đại của Hạ Tưởng đang dần dần mở ra màn mở đầu, dưới tình thế hiện nay, nếu như Đường Thiên Vân không thể dựa vào uy thế của Hạ Tưởng để sắp xếp lại thế cục ở tỉnh Yến thì anh đúng là thẹn với danh hiệu thư ký số 1 của Hạ Tưởng. Khi thế cục mở rộng, Đường Thiên Vân bắt đầu bước 2 của bố cục. Điều quan đắc về bên cạnh là bước thứ 2 trong bố cục lâu dài của anh ta ở tỉnh Yến, nhưng biểu hiện của quan đắc ngày hôm nay làm anh vô cùng thất vọng. Đường Thiên Vân rất thích quan đắc, người thanh niên này có sức sống, xung phong, lại có phẩm chất kiên nhẫn đáng quý, ngoài điểm khiếm khuyết là nóng vội khi tiếp xúc người và vật ra thì về cơ bản là làm Đường Thiên Vân vừa lòng. Quan đắc vừa vào đã bị câu nói không nặng không nhẹ của Đường Thiên Vân đả kích, anh ta đứng im, sau đó đỏ mặt cười nói. Chủ tịch Đường, tôi thực sự hấp tấp quá, ghi nhận lời phê bình của ngài. Thái độ của quan đắc rất thật thà, cơn tức giận của Đường Thiên Vân hạ được 3 phần, lúc đó mới nhớ ra hỏi. Là điện thoại của ai? Của chủ tịch Hạ ạ. Chủ tịch Hạ. Đường Thiên Vân đứng phắt dậy, vội vàng đưa tay cầm điện thoại. Điện của chủ tịch Hạ, sao không nói sớm? Vừa nói xong anh mới ý thức được sự thất thố của bản thân, cũng đúng. Vừa phê bình quan đắc không đủ cẩn trọng, nhưng bản thân anh vừa nghe thấy là điện thoại của Hạ Tưởng chẳng phải nhất thời cũng hoang mang sao. Con người đều phải khiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác. Đường Thiên Vân vẫy vẫy tay nói với quan được. Tôi biết rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Quan đắc lặng lẽ rút lui, Đường Thiên Vân bình tâm lại một chút, rồi dùng giọng điệu kính cẩn mà thân thiết nói. Lãnh đạo có gì muốn chỉ thị ạ? Giọng nói của Hạ Tưởng từ Bắc Kinh cách xa mấy trăm cây em thông qua đường dây điện thoại truyền đến, chân thực giống như ngay bên tai. Thiên Vân, gần đây Quốc hội sẽ mở một cuộc hội nghị về chuyển hình kinh tế giữa các chủ tịch tỉnh, tôi gợi ý anh nên tham gia, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vâng, tôi cũng rất muốn học hỏi từ các tỉnh anh em, tích lũy kinh nghiệm. Đường Thiên Vân trả lời. Nhân tiện tôi cũng muốn về Bắc Kinh thăm lãnh đạo cũ, muốn báo cáo trực tiếp với lãnh đạo tình hình công tác. Báo cáo tình hình công tác với tôi là điều thiết yếu, cái chính là anh cũng nên đến Bắc Kinh thăm chính ủy phủ rồi. Hạ Tưởng nhạt nhạt nói. Hôm qua tôi vừa gặp chính ủy phủ, nói một số chuyện. Một câu nói đánh trúng tim Đường Thiên Vân, hơi thở của anh bất giác chậm lại, tim tự nhiên đập nhanh lạ thường. Anh cố gắng kiềm chế kích động, bản thân rất vui khi Hạ Tưởng có thể bắt tay hợp tác cùng với cha vợ của mình. Không sai. Đường Thiên Vân là con rể của một trong hai thái tử đảng họ Phù trong quân đội Phù Quan Sa. Trước khi đổi nhiệm kỳ, thế lực quân đội cũng lần lượt xếp hàng và chia trận địa, sau biến sự Tây Nam, những người lãnh đạo cao cấp trong quân đội có liên quan đến Tây Nam đều khó có thể rửa sạch. Nhưng quân đội do Phù Uyên và Phù Quan Sa đứng đầu thì nhanh chóng nổi lên, trở thành sinh lực mới của quân đội Trung ương nhiệm kỳ mới. Được gọi là hai Phù, Phù Uyên và Phù Quan Sa. Đảm nhiệm toàn bộ chức phó chủ tịch quân ủy, nắm quyền quân đội. Quan hệ giữa Phù Uyên và Hạ Tưởng thì không cần phải nói, còn Phù Quan Sa và Hạ Tưởng từ trước đến nay chưa từng đồng thời xuất hiện. Hạ Tưởng muốn vừa lên ngôi sẽ nắm đại quyền, thì bắt buộc phải có được sự ủng hộ từ phía quân đội, nếu chỉ có thế lực của Lão Cổ và nhà họ Quý, nhà họ Trịnh ủng hộ thôi thì chưa đủ, kể cả cộng thêm một Phù Uyên nữa thì cũng rất khó để thống nhất toàn quân.
Còn Hạ Tưởng nếu như muốn trong quân đội chấp hành nghiêm pháp luật, muốn thay đổi những điểm yếu tích lũy từ mười mấy năm nay của quân đội thì bắt buộc phải xây dựng một uy thế rất cao trong quân đội. Mà mười mấy năm nay, tất cả những vị lãnh đạo cao nhất đều không thể thống nhất quân đội ngay từ giai đoạn đầu nhậm chức. Trở ngại cuối cùng nếu Hạ Tưởng muốn thống nhất quân đội là Phù Quan Sa. Phù Quan Sa là chính ủy trường Đại học Quốc phòng, trên đất nước này là người nắm quyền lớn nhất trong quân đội. Cộng thêm việc bản thân ông ta với thân phận đặc biệt là con rể của đời thứ hai họ Hồng làm cho sức ảnh hưởng của ông ta trong quân đội không thể coi thường. Đường Thiên Vân là con rể của Phù Quan Sa, đó là sự thật. Giai đoạn đầu khi Đường Thiên Vân trở thành thư ký của Hạ Tưởng thực sự là chẳng hay biết gì. Cho dù Trần Hạo Thiên sớm đã ngầm nhắc nhở, hay ngay cả Cổ Thu Thực cũng đã có lần nhắc nhở, nhưng Hạ Tưởng chưa bao giờ thực sự làm rõ thân phận của anh ta. Cho đến khi đại hội toàn thể ở quận Hạ Mã kết thúc, quan hệ giữa hắn và phía quân đội ngày càng mật thiết, lúc đó hắn mới bắt đầu sờ đến thân phận thực sự của Đường Thiên Vân. Đường Thiên Vân giấu rất kỹ càng. Hạ Tưởng rất khẳng khái, cũng ngấm ngầm vui mừng, Đường Thiên Vân sớm đã ở bên cạnh hắn, đây là một việc tốt hiếm có, chứng tỏ Phù Quan Sa sớm đã có ý tiếp cận hắn, Đường Thiên Vân chính là cầu nối và là sợi dây hợp lý nhất. Hạ Tưởng không có ý trách móc Đường Thiên Vân về việc giấu giếm thân phận của mình, thứ nhất là khi Đường Thiên Vân vừa đảm nhiệm chức thư ký của hắn, Đường Thiên Vân lúc đó vẫn chưa kết hôn với con gái của Phù Quan Sa, thứ hai con gái Phù Quan Sa không mang họ của Phù Quan Sa, mà mang họ mẹ, hơn nữa con gái Phù Quan Sa hành động cũng rất nhã nhặn, khiêm tốn, từ trước đến nay đều học ở nước ngoài, dường như chưa bao giờ xuất hiện trong nước, rất nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của con gái Phù Quan Sa. Chính vì như thế mà thân phận của Đường Thiên Vân mới có thể giấu kín đến như vậy, Hạ Tưởng cũng bị giấu rất lâu. Nhưng khi biết được thân phận thực sự của Đường Thiên Vân, Hạ Tưởng lại cảm giác nhẹ nhõm như chút được một gánh nặng, bởi vì hắn biết, trước khi hắn lên nắm quyền đã có thể có được sự ủng hộ quá đủ từ phía quân đội rồi. Thậm chí không khoa trương khi nói rằng dựa vào thế lực của Lão Cổ, cộng thêm sức ảnh hưởng của họ Quý và họ Trịnh, thêm ủng hộ của Phù Huyên và Phù Quan Sa. Còn phe bên kia do sự việc ở quân khu Dương Thành mà bị hao hụt nhiều, tổn thất đại tướng, thực lực giảm sút, lại thêm bất lợi sau khi thay đổi nhiệm kỳ thì dường như đã tan tác không thành một đội quân, càng khó để có hy vọng. Cũng vừa hay khi Hạ Tưởng biết được thân phận thật sự của Đường Thiên Vân thì cũng là lúc đến hôn nhân đại sự của Đường Thiên Vân. Hạ Tưởng đích thân xuất hiện tại hôn lễ, còn, ngẫu nhiên, gặp Phù Quan Sa, hai người nhìn nhau cười, bắt tay xong nói vài câu rồi cả hai cùng nhìn Đường Thiên Vân. Sau đó Hạ Tưởng nói một câu, Thiên Vân là một hạt giống tốt. Phù Quan Sa gật gật đầu. Được sự hậu ái của Bí Thư Hạ nên Thiên Vân mới có được sự trưởng thành của ngày hôm nay. Tôi thay mặt Thiên Vân cảm ơn anh. Phù Quan Sa thay Đường Thiên Vân cảm ơn Hạ Tưởng, câu trước câu sau ngụ ý chính là nhận ân tình của Hạ Tưởng, cũng là khẳng định sự dìu dắt của Hạ Tưởng đối với Đường Thiên Vân, cũng là thừa nhận quan hệ bố vợ con rể giữa ông và Thiên Vân. Tất nhiên những điều trên đều không phải là ý chính, cái quan trọng nhất là Phù Quan Sa đã cùng Hạ Tưởng nắm tay rất chặt, nói thêm một câu tình ý sâu xa. Bí Thư Hạ, sau này Đường Thiên Vân giao cho anh đấy. Hạ Tưởng thuận thế nói. Từ giờ phút Thiên Vân trở thành thư ký của tôi đã không xem anh ta là người ngoài rồi. Phù Quan Sa cười ha ha. Bí Thư Hạ đúng là người thật thà, rất vui khi hôm nay có thể ngồi đây cùng Bí Thư Hạ. Không chỉ ngày hôm nay ngồi cạnh nhau, sau này cơ hội ngồi cùng nhau vẫn còn rất nhiều. Hạ Tưởng biết Phù Quan Sa đã thể hiện rõ lập trường. Cũng trong ngày hôn lễ của Đường Thiên Vân thì Hạ Tưởng và Phù Quan Sa đã chính thức bắt tay xác nhận trở thành đồng minh, cũng thể hiện là Hạ Tưởng đã nắm chắc 2/3 nhân tố quyết định thắng lợi. Nghe xong điện thoại của Hạ Tưởng, Đường Thiên Vân mặc dù đã là chủ tịch tỉnh nhưng vẫn rất lâu mới có thể bình tâm lại. Mặc dù lúc này bố vợ anh đã rút lui nhưng ảnh hưởng của ông ta trong quân đội vẫn còn, và cũng chính khi bố vợ anh cùng Phù Huyên cùng hành động thì Hứa Quan Hoa mới có thể thuận lợi gia nhập ủy viên quân đội trung ương và đảm nhiệm chức phó chủ tịch. Hứa Quan Hoa là người kiên định theo Hạ Tưởng nhất, anh ta thành công gia nhập tầng lớp cao nhất trong quân ủy, cũng làm cho Hạ Tưởng từ đó trở thành người duy nhất trước khi cầm quyền đã nắm hầu như toàn bộ lực lượng quân đội. Đường Thiên Vân mở toang cửa sổ văn phòng, nhìn khung cảnh tươi tốt trong sân. Nhớ lại năm xưa Hạ Tưởng làm thế nào từ vị trí tỉnh ủy từng bước đi lên toàn quốc, trong lòng tự nhiên như có một ngọn lửa kích động bùng lên, anh quyết tâm theo bước Hạ Tưởng cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Vẫn còn một điều nữa,
anh đã đem bí mật được giấu kín của mình nói cho Hạ Tưởng biết. Tái bút cổ phong. Một chiếc xe thương mại dài hiệu MPV Honor bị cảnh vệ ngăn lại tại cổng vào thành ủy thành phố Đan Thành, cảnh vệ rất không khách khí yêu cầu lái xe đưa xe đi nơi khác. Bình thường cảnh vệ đã từng thấy vô số xe tốt, không phải Audi, BMW thì cũng là Mercedes-Benz. Nhân vật có tư cách để vào tòa nhà thành ủy, sẽ lái một chiếc xe thương mại dài hiệu Honor giá chỉ có mấy chục nghìn tệ sao? Đúng là nói đùa. Lái xe Honor chỉ cười cười, nói với cảnh vệ. Xin chờ một chút, tôi gọi một cuộc điện thoại. Cảnh vệ thấy cách nói năng của lái xe Honor không tầm thường, tuy rằng cấp bậc xe không cao, nhưng cấp bậc của người lái có lẽ không thấp, anh ta cũng không phải không biết xấu hổ mà tiếp tục kiêu ngạo, nên bảo lái xe đánh xe sang dừng ở một bên, đừng đứng cản trước cửa chính là được. Lái xe đồng ý, đánh xe sang một bên, đồng thời, anh ta cũng gọi điện thoại đi. Bí thư Huệ, tôi là quan đắc đây. Huệ Kim Triều đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Đan Thành đã 4 năm, công tác của anh ta coi như có thể triển khai được ở Đan Thành. Dưới ý tưởng chỉ đạo phát triển của anh ta, Trấn Hưng thành cổ Đan Thành. Các thành ngữ và tích truyện xưa trong văn hóa thành cổ, lịch sử văn hóa cung Trường Hà, nền văn minh Trung Hoa rạng rỡ, vân vân, tất cả đều lấy lịch sử văn hóa làm điểm xuất phát để dựng lên và mở rộng dự án du lịch văn hóa, đặt Đan Thành vào địa vị cố đô lịch sử văn hóa. Ngành du lịch Đan Thành trong thời kỳ anh ta đảm nhiệm đột nhiên phát triển mạnh, trong bảng xếp hạng tiếp đãi du khách năm nay, tỉnh Yến nằm ở vị trí thứ nhất, khách du lịch đã cống hiến cho tỷ trọng tăng trưởng kinh tế của Đan Thành vượt qua 50%. Người không biết, đều tưởng Vương Tiếu Mẫn bí thư Vương đặt cơ sở đảm nhiệm, nhưng trong lòng Huệ Kim Triều vẫn biết, Đan Thành có thể có huy hoàng như hôm nay, tất cả đều là nhờ số vốn năm đó bí thư Hạ đóng góp, đã có tầm nhìn thấy trước được Đan Thành sẽ vượt mức quy định như hiện tại. Vừa nghĩ tới bí thư Hạ, Huệ Kim Triều tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn kích động một cách khó hiểu như học sinh nhớ tới thầy giáo tôn kính nhất vậy. Không có bí thư Hạ, vốn không có anh ta ngày hôm nay, thậm chí có thể nói, không có bí thư Hạ, anh ta đừng nói có thể đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, hay là có thể trở thành ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh, mà nói không chừng ngay cánh cửa bí thư huyện ủy anh ta cũng không bước qua nổi. Năm đó nếu không phải bí thư Hạ đến huyện Khổng thị sát, tinh mắt biết nhìn người phát hiện ra anh ta, trực tiếp chỉ định điều anh ta đến thành ủy, thì anh ta đã sớm bị âm mưu quỷ kế của đối thủ làm hại cho thân bại danh liệt ở huyện Khổng rồi. Đường đường một vị tổng bí thư Hạ Tôn Nghiêm đã dành riêng ra nửa giờ nói chuyện với anh ta. Mỗi khi nhớ tới ơn nghĩa của tổng bí thư Hạ bình dị gần gũi, anh ta lại kích động đến cả người run rẩy, mà còn nhớ đến lời dặn dò thấm thía của tổng bí thư Hạ với anh ta luôn không kìm nổi lệ nóng lưng tròng. Chỉ chớp mắt mà nhiều năm đã trôi qua, tổng bí thư Hạ hiện tại đã không còn hỏi đến thế sự, anh ta nghĩ trong lúc sinh thời nên đích thân đến Bắc Kinh tiếp đãi tổng bí thư Hạ thật nhiều, gặp mặt giải bày với tổng bí thư Hạ sự cảm kích trong nội tâm mà mười mấy năm qua chưa bao giờ ngừng nghỉ. Khi tinh thần Huệ Kim Triều đang kích động, nhận được điện thoại của quan đắc, anh ta bất thình lình đứng lên. Quan, đắc, sao lại là cậu? Quan đắc là bạn bè chơi với nhau từ thuở nhỏ của Huệ Kim Triều. Mấy năm trước nghe nói quan đắc từng đảm nhiệm thư ký chủ tịch tỉnh, sau lại từ chức, đi Bắc Kinh phát triển. Chỉ nghe nói những năm gần đây quan đắc ở tại Bắc Kinh, nhưng thường xuyên là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Sau anh ta lại nghe nói quan đắc qua lại rất thân mật với các cán bộ cấp cao, nhưng rốt cuộc quan đắc hiện tại có thân phận gì, thì anh ta cũng không rõ. Sao lại không phải tôi được? Quan đắc cười ha hả. Tôi và một người bạn đến thăm cậu đây, đang bị cảnh vệ ngăn ở cửa. Người bạn mà quan đắc nói khẳng định không phải người bình thường, Huệ Kim Triều không cần nghĩ liền nói. Cậu lái xe gì, tôi xuống đón cậu. Honor. Cái gì, Honor? Huệ Kim Triều sửng sốt, trong đầu anh ta nhanh chóng hiện lên một loạt các loại xe quen biết, mà vẫn không biết Honor là xe gì. Ngại quá, tôi thật sự không biết là loại xe gì. Tôi đứng bên cạnh xe chờ cậu là được. Quan đắc cười nói, không giải thích gì nhiều. Muốn giải thích cũng không giải thích rõ được, ai bảo vị khách trên xe muốn khiêm tốn, chỉ định là phải dùng xe Honor. Cho dù Honor danh nghĩa là doanh nghiệp sản xuất ô tô của anh ta, là một trong những thương hiệu xe trong kế hoạch lớn Trấn Hưng sản phẩm ô tô trong nước của anh ta. Nhưng cũng không khiêm tốn đến mức muốn ngồi một chiếc ô tô giá trị mấy chục nghìn tệ đến thành ủy thành phố Đan Thành. Quan đắc e ngại mà lắc đầu, quay đầu lại ghế sau xe nói với một người trẻ tuổi vẻ mặt anh Tuấn, nói. Tổng Giám đốc Cổ, xin chờ một chút.
Người trẻ tuổi được xưng là tổng giám đốc Cổ khẽ gật đầu, cười nhẹ nói. Quan Đắc, có phải anh cảm thấy lái một chiếc Honor thì bị coi thường hay không? Người giàu nhất thế giới mặc một bộ quần áo có mấy trăm tệ, được gọi là cá tính. Ông chủ xuất thân từ khai thác than đeo một cái túi Prada, gọi là bùng nổ. Hiện tại trong nước đã qua giai đoạn lấy ô tô để luận thân phận rồi, anh là người làm đại sự về sau phải học cách thích ứng với các trường hợp khác nhau. Đừng tưởng rằng cấp cao ở bên trên là có thể không giao tiếp với cảnh vệ, tôn trọng dân chúng không phải một câu nói suông. Tôi đi xe là sản phẩm trong nước sản xuất để ra ngoài, không chỉ là muốn tạo hình tượng thân dân, hơn nữa là muốn lấy hành động thiết thực để tuyên bố quan niệm chính trị của mình. Quan Đắc thụ giáo. Tổng giám đốc Cổ nói đúng, tôi sẽ nhớ kỹ. Chẳng những phải nhớ kỹ, hơn nữa còn phải chứng thực trong cuộc sống hàng ngày. Về sau anh là cán bộ tham mưu cao cấp của tôi, hình tượng của anh đại diện cho hình tượng của tôi. Người cảnh vệ vừa rồi, về sau liền có khả năng là một phiếu mấu chốt quyết định thắng bại. Phải để mỗi công dân đều trở thành người giám sát sự tiến bộ của anh mới có thể cảm thấy sự tôn trọng. Quan Đắc trịnh trọng gật đầu phục tùng một cách vui vẻ, hiện tại anh ta mới khâm phục từ sâu trong nội tâm người trẻ tuổi trước mắt. Người trẻ tuổi này, xuất thân từ gia đình có thế lực, từ nhỏ đã không lo áo cơm, hơn nữa sau lưng còn có gia tộc lớn hô mưa gọi gió, nhưng anh ta chưa từng tự cho mình là đời thứ hai tự cao tự đại. Từ nhỏ đã thể hiện tình cảm yêu thương dân chúng không giống bình thường, cử chỉ lời nói tao nhã, rất khiêm tốn chính là Cổ Phong. Huệ Kim Triều vội vàng chạy đến. Cảnh vệ vừa thấy bí thư thành ủy tự mình ra mặt, sợ tới mức giật mình, vội cúi chào không ngừng, lại thấy bí thư bước tới không ngừng, tiến lên bắt tay nhiệt tình với lái xe Honor. Y sợ tới mức chân mềm nhũn, hỏng rồi, chuyện xấu, đắc tội với nhân vật lớn rồi. Khi lái xe mở cửa xe, một người tuổi còn trẻ xuống xe, cảnh vệ chú ý thấy bí thư Huệ vừa thấy người đó, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu mới cung kính xoay người chào người vừa xuống xe. Khi người vừa tới vươn tay ra bắt, bí thư Huệ mới đưa hai tay đang run nhẹ nhẹ ra bắt. Trước mắt cảnh vệ tối sầm thiếu chút nữa té xỉu, người vừa tới mới hơn 20 tuổi tuổi, có lai lịch gì lớn đến mức khiến bí thư Huệ gần như kinh sợ. Trong ấn tượng của y, khi bí thư Huệ nghênh đón bí thư tỉnh ủy, cũng không đến mức được sủng ái mà lo sợ như vậy. Cảnh vệ thiếu chút nữa cứng đờ. Không đợi y cứng đờ, người trẻ tuổi vừa xuống xe lại đi thẳng về phía y. Cảnh vệ nghĩ thầm rằng xong rồi, câu nói đầu tiên của anh ta sẽ làm y cuốn gói cút về nhà. Mất đi một công việc tốt không nói, lại đắc tội với một nhân vật lớn như vậy, về sau không biết y sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm như thế nào. Cảnh vệ sợ tới mức không nói được gì. Không ngờ người trẻ tuổi giơ tay ra, vẻ mặt ôn hòa nói. Đồng chí cảnh vệ, đã làm phiền công tác của anh rồi. Anh là một đồng chí tốt, tận trung với cương vị công tác, vừa rồi tôi đã đề nghị với bí thư Huệ, phải khen ngợi anh. Cảnh vệ nơm nớp lo sợ cầm tay người trẻ tuổi nói. Thủ trưởng, rất xin lỗi, vừa rồi tôi có mắt như mù. Không cần phải nói nữa, vừa rồi anh đã làm đúng, chức trách của anh chính là nghiêm túc kiểm tra mỗi một vị khách ra vào cổng chính. Nếu ngay cả hỏi anh cũng không làm mà phất tay cho đi, tôi sẽ đề nghị với bí thư Huệ chuyển anh đi. Mỗi người đều có chức trách của mình, chung với chức trách, tuân thủ chế độ luật lệ, người nào cũng đều nghiêm túc kiểm chế bản thân, quốc gia mới có hy vọng. Đạo lý lớn cảnh vệ không hiểu. Nhưng y nghe ra lại hiểu rõ một điều, người trẻ tuổi trước mắt chẳng những không trách cứ y, ngược lại còn khen ngợi y chung với cương vị công tác. Y đã bị khí thế của người trẻ tuổi thuyết phục, xem như đích thân cảm nhận được cảm giác kinh sợ của bí thư Huệ. Y nhanh chóng cầm chặt tay người trẻ tuổi, nói không đầu không đuôi. Cảm ơn thủ trưởng. Tôi không phải thủ trưởng, tôi họ Cổ, tên là Cổ Phong. Cổ Phong cười ha hả, xoay người theo Huệ Kim Triều đi vào tòa nhà thành ủy. Mấy năm sau, khi cảnh vệ lại nhìn thấy Cổ Phong ở trên TV, Cổ Phong đang phát biểu một bài diễn thuyết nổi tiếng có ảnh hưởng tới lịch sử, cảnh vệ hưng phấn mà chỉ vào Cổ Phong nói. Tôi quen anh ta, tôi đã thấy anh ta là một người đặc biệt tốt. Tôi ủng hộ anh ta, mọi người nghe tôi, nhất định phải ủng hộ Cổ Phong. Dưới sự lôi kéo của cảnh vệ, ít nhất có hơn 100 người ủng hộ Cổ Phong. Mà Cổ Phong đã lập được hình tượng thân dân từ những sự việc nhìn như bé nhỏ không đáng kể như vậy. Một truyền 10, 10 truyền 100, cách truyền miệng trong dân chúng là có sức thuyết phục nhất. Khi Huệ Kim Triều trở lại văn phòng thì tự mình pha trà, tâm trạng còn vô cùng kích động,
không áp chế được nội tâm hưng phấn. Anh ta tuyệt đối không nghĩ rằng, người quan đắc hộ tống đến không ngờ là Cổ Phong. Cổ Phong là ai, Huệ Kim Triều trong lòng biết rõ. Hiện tại anh ta đã không cách nào hình dung được tâm trạng kích động của mình, pha trà mà tay vẫn run nhẹ nhẹ. Cổ Phong đích thân đến Đan Thành, có thể thấy Đan Thành có phân lượng nặng trong cảm nhận của gia tộc Cổ Thị. Mà anh ta thân là bí thư thành ủy thành phố Đan Thành, cũng có thể vào tầm mắt của gia tộc Cổ Thị sao? Bí thư Huệ, không cần khách khí, tôi mạo muội đến, là có hai chuyện phải làm phiền anh. Lời nói cử chỉ của Cổ Phong rất có hơi hướng như quân tử thời xưa, mỗi một lần mở miệng, đều có thể làm cho người ta cảm giác như gió xuân thổi tươi mát. Thời gian trước, có một quốc gia công bố số liệu nghiên cứu cơ cấu, nói là việc phục hưng của dân tộc Trung Hoa đã hoàn thành 80%. Đầu tiên không nói số liệu có chính xác hay không, cũng không quan tâm là căn cứ vào thước đo gì để làm ra phán đoán, nhưng cá nhân tôi cho rằng, con đường phục hưng dân tộc, nhiều nhất cũng chỉ mới đi được một nửa. Văn hóa không còn hưng thịnh, kinh tế có phát đạt cũng là bước đi bằng một chân, sớm muộn gì cũng ngã sấp mặt. Hiện tại quan đắc hợp tác với Bộ Giáo dục làm một dự án giáo dục văn hóa truyền thống, chuẩn bị lấy Đan Thành làm cơ sở giáo dục, liên hợp tổ chức trại hè văn hóa cùng Bộ Giáo dục, lấy phương thức kế thừa văn hóa khiến cho Đan Thành tạo ra hơn 200 thành ngữ, ảnh hưởng đến nội tâm của từng thế hệ thiếu niên nhi đồng, làm tăng tình cảm tự hào dân tộc và lòng trung thành của bọn họ, không được lấy việc xuất ngoại là quang vinh. Chuyện thứ hai chính là quan đắc muốn tìm một người ở huyện Khổng, một ông cụ hơn 50 tuổi, bước đầu phán đoán ông cụ đang ở huyện Khổng. Mấy năm trước ông cụ là một cán bộ tham mưu cao cấp cho lãnh đạo cấp cao, trong một cuộc vận động đã bị tấn công, từ đó về sau không rõ tung tích. Huệ Kim Triều cung kính đưa trà đến trước mặt Cổ Phong và quan đắc. Tổng giám đốc Cổ, huyện Khổng cách Đan Thành cũng không xa, ngày mai tôi sẽ đích thân đi xem. Cổ Phong tiếp nhận trà. Cảm ơn. Còn nói, không cần, tôi và quan đắc sẽ đích thân đi một chuyến, ông cụ. Anh không mời được, hơn nữa anh cũng không chắc được thấy ông. Để tôi sắp xếp một chút. Huệ Kim Triều còn nói. Cổ Phong hơi xua tay. Không cần phiền đến bí thư Huệ, tôi và quan đắc lặng lẽ đi xuống là được, chỉ có điều muốn ủy thác anh một việc. Nếu ông cụ vẫn luôn thâm nhập tại huyện Khổng, với ánh mắt của ông cụ, chứng tỏ huyện Khổng phải có nhân vật. Huệ Kim Triều nặng nề gật đầu. Tôi hiểu rồi. Tái bút huyện Khổng. Ô tô từ Đan Thành đi thẳng về hướng đông, thẳng đến huyện Khổng. Quan đắc quay đầu nhìn Cổ Phong ngồi phía sau, hai mắt đang híp lại, cười cười. Cổ Tổng, huyện Khổng chỉ là một huyện nhỏ bình thường, có nhân vật quan trọng nào đáng để ông đi thăm? Huyện Khổng cách Đan Thành 80 km về phía đông, là một huyện nằm phía đông nhất của Đan Thành. Diện tích nhỏ, dân số cũng ít. Lại vì là nơi giao nhau của hai tỉnh, không có cơ sở công nghiệp gì, là một huyện nhỏ gần như bị người ta quên lãng mất. Huyện Khổng là một huyện nhỏ bình thường, nhưng huyện Khổng lại có núi Bình Khâu, trên núi Bình Khâu có một đầm nước, gọi là đầm Bình Khâu. Cổ Phong mở mắt, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Thật ra bên ngoài ngoài đồng ruộng và cây cối ra, không còn phong cảnh gì đáng nhìn. Khu vực bình nguyên rộng lớn, thuộc vùng ôn đới, khí hậu thích hợp, sản vật phong phú. Lấy nông nghiệp làm nghề chính, không bị ô nhiễm bởi ngành công nghiệp. Tính cách dân chúng ở khu vực bình nguyên cũng khá ôn hòa, an cư lạc nghiệp, nói là vui vẻ đầy đủ là tán thưởng, nói là không có chí tiến thủ chính là hạ thấp. Trong lòng Cổ Phong âm thầm cảm thán, khu vực bình nguyên giống như bà nội đã nói, mấy chục năm rồi, không có gì thay đổi. Cũng không biết huyện Khổng có gì để thu hút được cụ già, khiến cụ già thà rằng mai danh ẩn tích ở đây, cũng không chịu quay về Bắc Kinh hưởng phúc. Tính toán một chút, cụ già cũng đã trên 100 tuổi rồi, còn khỏe mạnh như vậy, khí sắc còn tốt đến thế. Cổ Phong đột nhiên lại cảm thấy hứng thú hơn đối với cụ già. Tôi cũng đã từng nghe nói đến núi Bình Khâu, nhưng một ngọn núi nhỏ không cao lắm, cũng không có gì đặc biệt. Cổ Phong khoát tay. Quan đắc, có lẽ cậu chưa từng đọc Sơn Hải Kinh hồi, những ngọn núi và sông lớn được ghi lại trong Sơn Hải Kinh, có rất nhiều nơi đến bây giờ đã không còn đúng nữa. Nhưng núi Bình Khâu chính là một trong những số ít ngọn núi được Sơn Hải Kinh ghi lại, vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Đúng, núi Bình Khâu là một ngọn núi nhỏ, nhưng một ngọn núi nhỏ như vậy lại được Sơn Hải Kinh ghi lại, có phải có điểm gì đó đặc biệt hay không? Vì vậy đừng xem thường những huyện nhỏ núi nhỏ nơi nhỏ, thường thường những nơi nhỏ bé như vậy sau nhiều năm im lặng, số mệnh 100 năm sẽ hội tụ trên một người, sẽ xuất hiện một người thật giỏi.
rốt cuộc cụ già là người như thế nào? Quan Đắc cẩn thận hỏi một câu, suốt đường đi, Cổ Phong cứ không muốn nói đến tên tuổi và gốc gác của cụ già, chỉ nói bà nội giải thích mãi, phải tìm được tung tích của cụ già. Cụ già đó là người thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là, liệu cụ có còn sống hay không? Cho dù vẫn còn sống, liệu có còn ở huyện Khổng hay không còn rất khó nói. Tính tuổi tác, nếu cụ già vẫn còn sống, cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Ồ, Quan Đắc kinh ngạc. Lúc ở Huệ Kim, không phải ông nói cụ già mới hơn 50 tuổi sao? Tôi chính là cố ý nói như vậy, để tránh gây sự chú ý, không muốn những người dưới đến làm phiền sự thanh tĩnh của cụ. Là tin tức từ đâu nói cụ già ở huyện Khổng? Là một người hiện đang là thủ trưởng trung ương đột nhiên nhớ đến cụ, nhớ đến những chuyện của năm đó, khóc không thành tiếng, ăn cũng không ngon, liền kinh động đến bà nội. Bà nội thăm dò khắp nơi, mơ hồ có được tin tức cụ già từng xuất hiện ở huyện Khổng, liền bảo tôi đi, nói là nhất định phải tìm được cụ. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cổ Phong lắc đầu thở dài. Tình cảm của những người già, không phải là điều chúng ta có thể cảm nhận được. Nhưng mặc dù tôi không hiểu được tình cảm của những người già, nhưng tôi rất tôn trọng với cụ. Lúc còn nhỏ, thường nghe bà nội nhắc đến chuyện của cụ, khiến cho người ta chú ý. Cụ già chính là thần tiên trong truyền thuyết, còn giàu sắc thái truyền kỳ hơn người năm đó được gọi là Tổng Bí Thư Hạ. Quan Đắc kinh ngạc, quan hệ giữa Tổng Bí Thư Hạ và Cổ Phong, có không ít tin đồn. Cách nói có liên quan đến việc Cổ Phong chính là người kế tục của Tổng Bí Thư Hạ, y cũng đã từng nghe nói, nhưng không dám tin. Nhưng sự kính trọng của Cổ Phong đối với Tổng Bí Thư Hạ thì không bao giờ dứt, từ trước đến nay không hề cho người khác có ý khinh miệt Tổng Bí Thư Hạ. Thật ra ngay cả y cũng rất kính trọng Tổng Bí Thư Hạ, không chỉ có y, rất nhiều người đều kính trọng Tổng Bí Thư Hạ. Lần đầu tiên nghe Cổ Phong khen ngợi một người ngang bằng với Tổng Bí Thư Hạ, Quan Đắc rất kinh ngạc, lại càng hiếu kỳ đối với cụ già trong truyền thuyết. Bây giờ Tổng Bí Thư Hạ đã về hưu, nghỉ ngơi tuổi già, sớm đã không màng đến thế sự nữa. Ai muốn gặp mặt hắn, còn khó hơn lên trời. Sau khi về hưu, Tổng Bí Thư Hạ liền trốn trong nhà, rất ít khi xuất hiện, ngay cả những người đã được hắn đề bạt khi còn đương nhiệm giờ muốn gặp mặt cảm ơn một câu, cũng không được. Không ai biết rốt cuộc Tổng Bí Thư Hạ đang làm gì. Truyền thuyết bên ngoài rất nhiều, có người nói Tổng Bí Thư ở nhà viết sách, có người nói Tổng Bí Thư Hạ một lòng hướng Phật, cũng có người nói Tổng Bí Thư Hạ đang nghiên cứu lịch sử. Quan Đắc không dám suy đoán lung tung. Nhân cơ hội một mình cùng Cổ Phong, lại thấy tâm tình Cổ Phong cũng không tệ, hứng thú nói chuyện rất cao, liền đánh bạo hỏi một câu. Tổng Bí Thư Hạ bây giờ đang nghiên cứu Phật học sao? Phật học? Cổ Phong nhất thời kinh ngạc, ngẩn người một lúc rồi cười. Tổng Bí Thư Hạ từ trước đến nay chưa từng ngừng nghiên cứu Phật học, không chỉ là nghiên cứu, mà còn rất tin. Trong số những cán bộ cấp cao, những người tin Phật cũng không phải số ít. Chẳng qua là không tuyên bố ra bên ngoài mà thôi. Biết Tổng Bí Thư Hạ vì sao vẫn luôn coi trọng thành phố Yến không? Cũng không phải vì ông khởi đầu ở thành phố Yến, mà do ở huyện Thường Sơn nằm phía bắc thành phố Yến có ngôi chùa nổi tiếng, Lão Hòa Thượng trụ trì nơi đó từng là một quy y sư cấp cao của Tổng Bí Thư Hạ trong mấy nhiệm kỳ trước. Trong chùa có rất nhiều cao tăng đại đức, người xuất gia phần đông là những sinh viên xuất sắc từ Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa. Bởi vì thành phố Yến nằm giữa hai ngôi chùa nổi tiếng, nên rất bình an, dân chúng an cư lạc nghiệp. Tổng Bí Thư Hạ tin Phật nhiều năm, trước đây khi còn đương chức thì không loan truyền, bây giờ về hưu rồi, bên ngoài biết cũng không sao. Nhớ khi tôi còn nhỏ Tổng Bí Thư Hạ đã từng nói với tôi, cuộc đời con người phải có một chút tín ngưỡng mới được, cuộc đời không có tín ngưỡng chính là cuộc đời đáng thương. Nếu một dân tộc không có tín ngưỡng, chỉ theo đuổi tiền bạc, vật chất và hưởng thụ. Nhất định sẽ sụp đổ. Vô số sự kiện lịch sử đã chứng minh điều này, vì vậy nhìn từ điểm này, tôi hy vọng dùng 100 năm để tu bổ những rạn nứt từ những năm 54 cho đến thời kỳ cải cách văn hóa đã mang lại cho văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nhìn chung mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc, phàm là thời kỳ Phật học phát triển mạnh mẽ, chính là thời kỳ hưng thịnh. Nói như vậy, hiện nay Tổng Bí Thư Hạ đã một lòng hướng Phật rồi. Quan Đắc nghe có vẻ hứng thú. Từ việc Tổng Bí Thư Hạ tin Phật đến nguy cơ tín ngưỡng, lại đến việc Cổ Phong đích thân đi tìm kỳ nhân lưu lạc trong nhân gian, bên trong đó, nhất định có những điều liên quan. Thời kỳ đầu dựng nước, có người đã cho lãnh tụ dựng nước mấy con số, lãnh tụ nửa tin nửa ngờ. Nhưng tính cách không kiêng kỵ gì của ông đã khiến ông không quan tâm đến tất cả,
đợi đến khi Lâm Trung bỗng nhiên hồi tưởng lại cuộc đời, bỗng nhiên phát hiện, mấy con số đó, rõ ràng trước mắt, mới biết chủ nghĩ phong kiến thối nát mà cả đời ông phê phán, có rất nhiều thứ chính là tinh hoa. Thế gian những người không gặp sai lầm chỉ có thánh nhân, chứ không phải vĩ nhân. Bất cứ vĩ nhân nào cũng có những điều vĩ đại, nhưng cũng có những nhược điểm mà mình không thể khống chế được. 10 năm đại họa, đã bóp chết bao nhiêu anh tài, hủy diệt bao nhiêu tài sản văn hóa dân tộc, cũng đã thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người tài giỏi. Trong lòng Quan Đắc cảm thấy căng thẳng, ý nghĩ trong lòng lại càng rõ ràng, Cổ Phong đến huyện Khổng tìm cụ già, phần lớn là người tài giỏi. Trước khi dựng nước, trong vấn đề định đô, lãnh tụ dựng nước đã hỏi ý kiến rất nhiều chuyên gia. Trong số các chuyên gia, có chuyên gia lịch sử, cũng có chuyên gia xây dựng. Chuyên gia xây dựng ở đây, thật ra chính là chuyên gia nửa phong thủy. Thời cổ đại, xây dựng và phong thủy không tách biệt. Cuối cùng quyết định định đô ở Bắc Kinh, phần lớn là do nghe một ông cụ nói vương khí ở Bắc Kinh rất thịnh, đồng thời cũng hấp thụ giáo huấn kinh nghiệm của Vương Triều Tường. Cổ nhân nói, Kim Lăng vương khí ảm đạm, Tưởng gia lại hoàn toàn không tin, cứ muốn định đô ở Nam Kinh, cuối cùng thảm bại. Quan Đắc liên tục gật đầu, tuy bây giờ nói chuyện thất bại của nhà họ Tưởng có liên quan đến việc không thú vị của Gia Cát sau này, nhưng lịch sử đã để lại những kinh nghiệm giáo huấn để người sau phải đọc rồi hấp thu, nếu không, lịch sử ghi chép lại để làm gì. Thật ra khi mới dựng nước, về cơ bản đứng sau mỗi vị thủ trưởng đều có một vị tham mưu cấp cao, một vị tham mưu chưa từng được tài liệu chính phủ ghi lại nhưng lại tồn tại có thật. Trong đó có một vị tham mưu họ Dung ở thời kỳ dựng nước, trong một lần họp bàn đã nhắc tới vận làm quan, nói rằng người có thời vận, trời có thiên vận, quan có quan vận, được mọi người nhất trí đồng tình. Vận khí mà nói, tuy nhìn dường như rất mơ hồ, hoặc bị quy kết là mê tín phong kiến, nhưng lại tồn tại thật, đồng thời ảnh hưởng đến tiền đồ của mỗi cá nhân. Vận khí mà đến, bất cứ chuyện gì cũng sẽ thuận lợi. Ngược lại, không có vận khí thì không thuận lợi. Chỉ cần là những người đã thực sự đọc lịch sử thì đều biết, trong mỗi chiến dịch quan trọng, đều có những chuyển biến nằm ngoài dự đoán của mọi người, bên thắng lợi dường như có thần trợ giúp vậy, đó chính là thời vận. Khi Chu Lệ cướp thiên hạ của Triều Minh, có mấy lần thoát chết không thể tin nổi. Khi Triều Minh bị diệt, hơn 100.000 binh sĩ trong kinh thành trong một đêm bị bệnh truyền nhiễm, mất đi sức chiến đấu. Cổ Phong vừa nhắc đến lịch sử là nói mãi không ngừng, y tên là Cổ Phong, lời nói cử chỉ quả thật có phong cách của cổ nhân, cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến Quan Đắc ngưỡng mộ. Tham mưu Dung đã nhắc tới quan vận, các vị có mặt liền nhắc đến quan vận của thủ trưởng mình. Cuối cùng Tham mưu Dung uống say, nói ra một câu khiến tất cả những người ngồi đó cùng kinh ngạc các vị, nhanh chóng thu dọn về quê làm ruộng đi, đi sớm, thì còn mạng sống, đi muộn, chết cũng không biết vì sao mình chết. Quan vận của các thủ trưởng của các vị đang ngồi đây, đều chấm dứt rồi. Kết quả đương nhiên không ai tin, cho rằng lời ông ta nói là lời nói lúc say, thủ trưởng của họ, đều đang như mặt trời giữa ban ngày, hơn nữa còn là những người có công lớn trong thời kỳ dựng nước. Quan vận sao có thể chấm dứt được? Hoàn toàn là chuyện không thể được. Kết quả không lâu sau, Tham mưu Dung không từ mà biệt, rời khỏi Bắc Kinh, từ đó không rõ tung tích. Người khác còn đang cười nhạo Tham mưu Dung thần hồn nát thần tính, tự mình dọa mình. Ai ngờ Tham mưu Dung đi chưa lâu, một đại họa quét qua toàn bộ Thần Châu đã bắt đầu. Người đời chỉ nhìn thấy những vết nứt trên bề mặt mà 10 năm đại họa gây ra, mà không biết phía sau nó có bao nhiêu cán bộ tham mưu sau lưng thủ trưởng chết oan uổng, từ đó, vạn mã hí vang, nhân tài điêu linh. Tham mưu Dung, Quan Đắc hiểu rồi, Cổ Phong lần này đến huyện Khổng, là vì Tham mưu Dung. Ồ, đến huyện Khổng rồi. Ánh mắt Cổ Phong xuyên qua khe cửa kính, bên ngoài là một thị trấn bình thường không có gì đặc sắc, nếu không phải bên đường có tấm biển, huyện Khổng chào đón bạn, thì nói là huyện gì đó khác cũng được. Trên mặt Cổ Phong lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Tôi dự cảm hành trình ở huyện Khổng của chúng ta không thuận lợi, hơn nữa, nói không chừng có rất nhiều chuyện cũ xảy ra. Cổ Phong nói đúng, hành trình đi huyện Khổng quả thật có rất nhiều chuyện cũ xảy ra, hơn nữa, còn là một chuyện cũ ly kỳ và dài dòng. Tái bút chuyện mới. Xe dừng ở đầu huyện Khổng, Cổ Phong và Quan Đắc xuống xe, đứng ở đầu lối vào huyện Khổng. Toàn bộ cảnh vật của huyện Khổng đều hiện ra trước mắt họ. Đang là mùa thu. Người đi lại trên đường phố huyện Khổng đều vội vàng. Họ đều có việc của mình, không ai chú ý tới những người khách từ xa tới như Cổ Phong và Quan Đắc. Mà có lẽ vì Cổ Phong và Quan Đắc ăn mặc rất bình thường, cũng có thể do ô tô của bọn họ cũng không nổi bật,
cho nên hai người đứng ở ven đường, cũng không có ai liếc mắt nhìn họ thêm một lần. Đúng với ý định chuyến đi âm thầm của Cổ Phong, lá cây ngô đồng cao lớn bên đường đã ngả vàng. Gió thổi qua, mấy chiếc lá lay động rơi xuống dưới chân Cổ Phong. Cổ Phong giơ tay nhặt lên một chiếc lá rụng, nhìn ánh mặt trời xuyên qua chiếc lá cây, cảm thán nói. Sống trong trời đất, chợt giống như khách đi xa, cả đời oai phong một cõi, hãy cả đời lưu lạc trong dân gian cũng không có tiếng tăm gì, đều do bản thân lựa chọn. Chỉ có điều, trước sau tôi vẫn nghĩ không ra, ông cụ vì tránh đi họa lớn 10 năm mà lưu lạc trong dân gian, nhưng sau khi chính trị đã trong sáng như vậy, vì sao không rời núi mà trở lại? Người khác có lẽ còn khó mà nói được, nhưng khi Tổng Bí Thư Hạ còn đang giữ chức, hẳn ông cụ cũng có thể nhìn ra sự bao dung và rộng lượng của Tổng Bí Thư. Hơn nữa, vì sao ông ấy không trở về Bắc Kinh thăm hỏi một vài người bạn cũ của ông ấy? Có thể tránh được họa lớn 10 năm mà sống đến bây giờ, cũng không dễ dàng gì. Với tầm nhìn và phán đoán trước thế cục của ông cụ, ông ấy không rời núi, chẳng lẽ còn đang trốn tránh điều gì? Qua kiếp nạn vẫn có thể là anh em, gặp lại cười, ân oán cũng tiêu tan. Cảnh tượng đó mới cảm động làm sao? Đáng tiếc. Quan Đắc chỉ trầm mặc, không nói gì. Anh ta không hiểu được tình cảm của thế hệ đi trước, cũng không thể truyền đạt tình cảm vì nước vì dân tới Cổ Phong. Anh ta suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói ra một sự thật mà có lẽ Cổ Phong không muốn đối mặt nhưng lại không thể không thừa nhận. Có phải ông cụ đã không còn trên nhân thế hay không? Ngay từ đầu, tôi cũng không muốn đối mặt với sự thật này. Nhưng một là, nếu hiện giờ ông cụ còn ở trên đời, cũng đã trăm tuổi. Hai là từ những năm 80 đến nay cũng đã 30 năm rồi. Ông cụ cũng có nhiều cơ hội để trở về Bắc Kinh, nhưng ông ấy lại không làm vậy. Thật giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có tin tức gì. Nếu không phải vì không muốn đi trái lại với ý nguyện và hiểu rõ tâm nguyện của mấy vị đức cao vọng trọng đối với ông cụ, tôi cũng không có bất kỳ hy vọng nào đối với chuyến đi tới huyện Khổng. Tôi thật sự không hiểu, xét tuổi của chủ tịch Cổ, lão Cổ mà suy tính, hẳn là không cùng thế hệ với ông cụ. Vì sao bà lại có cảm tình đối với ông cụ như vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Quả thật, bà nội và ông cụ không cùng thế hệ. Hơn nữa, căn bản bà nội cũng chưa từng gặp ông cụ. Nhưng bà không chịu nói ra nguyên nhân, chỉ liên tục yêu cầu tôi tìm ông cụ. Bà biết chính xác về tung tích của ông cụ. Bà muốn cho dù ông cụ không ở trên nhân thế, cũng phải đem cho cốt mang trở lại Bắc Kinh, nếu không, bà chết không nhắm mắt. Sau lưng khẳng định cất giấu một chuyện yêu hận tình thù từ xa xưa. Quan Đắc không dám hỏi tiếp. Có một số việc không biết còn tốt hơn là biết. Đi, ta đi tới ban dân chính xem. Ông cụ đã sống trăm tuổi rồi. Cho dù huyện Khổng có hơn 20 vạn người đi nữa, khẳng định cũng không có mấy người như vậy. Ban dân chính khẳng định có sổ đăng ký. Tuy nhiên điều khiến Cổ Phong thất vọng chính là trong sổ đăng ký tại ban dân chính chỉ có vài người trăm tuổi, ngoại trừ 4 năm bà lão gia, chỉ có một ông cụ. Ông ấy tên là Địch Bảo Gia, là người sinh ra ở huyện Khổng. Từ nhỏ đến khi trăm tuổi, chưa bao giờ đi quá huyện Khổng một bước. Rõ ràng Địch Bảo Gia không phải là người Cổ Phong muốn tìm. Càng rõ ràng hơn là nếu muốn dựa theo ban dân chính mà tìm tung tích của ông cụ. Không phải là một cách làm khả thi. Trước tiên, Cổ Phong và Quan Đắc xuống dưới huyện Khổng, ở lại nhà khách chính phủ nhà khách Phi Mã Tân. Xem ra, nhà khách Phi Mã Tân cũng không tồi. Tuy rằng không sang trọng như ở Đan Thành, nhưng cũng tương đối sạch sẽ. Bàn bạc một hồi lâu, Quan Đắc xung phong nhận việc, muốn đi ra ngoài thi triển diệu kế của anh ta. Cổ Phong nghe xong, cười cười không phản đối, tức là ngầm đồng ý. Quan Đắc thu dọn một chút, rồi một mình đi ra ngoài. Quan Đắc vừa đi, Cổ Phong liền gọi điện thoại về Bắc Kinh. Bà nội, cháu đang ở huyện Khổng, nhưng, không tìm được ông cụ. Cháu đã tới ban dân chính kiểm tra một chút chưa vậy? Giọng nói từ Bắc Kinh truyền qua mấy trăm cây em. Nghe vẫn thân thiết như ở ngay bên cạnh. Tuy rằng năm tháng đã khiến giọng nói của bà trở nên già nua, nhưng vẫn có thể nghe được sự êm ái du dương động lòng người của bà khi còn trẻ. Thật giống như tiếng đinh đang của ngọc bội va khẽ vào nhau. Dường như những năm tháng đó vẫn còn thoáng qua trước mắt. Bên bờ sông Hạ Mã, từng chiếc xe Bắc Kinh, từng mối tình thắm thiết trời Nam đất Bắc, từng cái đều hiện lên trong đầu. Hồi ức về những năm tháng xa xưa, bao nhiêu chuyện cũ. Bao nhiêu mây khói, bao nhiêu người và những câu chuyện về họ, tuy rằng đã đi xa, những vĩnh viễn không hề xóa nhòa khỏi dòng sông lịch sử. Phía nam thị trấn có một núi Bình Khâu,
cháu lên núi nhìn xem. Phải nhìn cẩn thận, từng cái cây ngọn cỏ, từng ngôi nhà, từng sơn động, đều phải đích thân nhìn. Chỉ cần nhìn thấy hài cốt vứt bên ngoài, thì hãy thu lại chôn. Sau đó, cháu có thể trở về Bắc Kinh. Giọng nói lộ ra sự tang thương và mỏi mệt. Cả đời Cổ Phong luôn kính trọng bà nội nhất, anh không khỏi lo lắng. Bà nội, bà, làm sao vậy? Bà không sao, chỉ là nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng cảm thấy quá xúc động thôi. Phong Nhi, chắc trong lòng cháu cũng cảm thấy thắc mắc, bà nội và ông cụ không quen biết, vì sao lại muốn cháu chạy một chuyến tới nơi xa như vậy? Nói thật cho cháu biết, bà nội cũng là ôm lấy 1% hy vọng, nếu chẳng may ông cụ còn ở trên đời, ông ấy sẽ chỉ điểm cho cháu 1-2 câu. Cháu sẽ được lợi không ít, cũng có trợ giúp lớn lao đối với con đường cháu phải đi sau này. Nhưng bà nội, từ nhỏ, Cổ Phong đã được nuôi dạy với tính cách ôn hòa, nhưng đối với việc này, anh vẫn không thể tin được. Cho dù ông cụ còn ở trên đời, cũng đã 100 tuổi. Với tuổi tác và tầm nhìn của ông ấy, sao còn có thể có phán đoán chuẩn xác với thế cục trong nước hiện tại được? Phong Nhi, từ Tần Thủy Hoàng đến Hán Vũ Đế, lại từ Đường Thái Tông đến Tống Thái Tổ, đều được xưng là nhất đế thiên cổ, thậm chí tới thời kỳ Mãn Thanh, Khang Hy cũng được người ta coi là nhất đế thiên cổ. Đều là nhất đế thiên cổ thì vốn không có nhất đế thiên cổ nữa. Cháu cũng đừng tưởng rằng người xưa thì nhất định không bằng người thời nay. Trí tuệ của người xưa có rất nhiều điều siêu việt mà chúng ta không biết cũng không hiểu được. Từ năm 54 đến cách mạng văn hóa khiến dân tộc chúng ta mất đi nhiều di sản lịch sử quý giá. Một người có thể nhìn trước họa lớn 10 năm. Sẽ không nhìn ra hướng đi của 100 năm sau hay sao? Cổ Phong trầm mặc, anh ta rất tôn sùng văn hóa truyền thống. Trí tuệ của người xưa cũng không hề thua kém với người thế hệ ngày nay. Chẳng qua ở thời kỳ đầu xây dựng đất nước, nhiều người bị phong trào thiên chúa tẩy não. Hơn nữa, quên nguồn quên gốc ngay cả những thứ được thánh nhân truyền lại từ mấy ngàn năm đều bị xô đổ. Họa lớn 10 năm là đốt sách chôn người tài còn không hết độc hại, kết quả lại khiến người trong nước bị lạc phương hướng. Sau đó, lại giơ cao ngọn cờ lớn phát triển kinh tế. Toàn bộ những lý luận về kinh tế đều hóa thành lý luận về tiền vàng. Kết quả, kinh tế phát triển, người dân lại mất đi niềm tin đối với đất nước. Hễ là người có tiền có quyền đều lựa chọn di dân ra nước ngoài. Đây chính là lá phiếu không tín nhiệm đối với đất nước mình. Cháu sẽ cố hết sức để tìm ông cụ. Sống phải thấy người, chết, phải thấy xác. Cổ Phong trịnh trọng trả lời. Anh cảm thấy hiếu kỳ và kính sợ đối với ông cụ. Trong lòng cảm thấy vô cùng bi thương. Nếu ông cụ sinh vào thời thịnh vượng, gặp được một người có thể bồi dưỡng, dưới sự chỉ điểm của ông cụ, cho dù một người thường dân không có bối cảnh nhất, nói không chừng cũng có thể một bước lên mây, huống gì như một con cháu thế gia như anh ta, từ nhỏ đã có thể điều động tài nguyên xã hội khổng lồ. Chỉ tiếc, anh ta vô phúc không thể được ông cụ chỉ điểm. Anh ta chỉ hy vọng ông cụ có thể sống lâu 100 tuổi. Vẫn còn trên nhân thế. Chỉ cần nghe ông cụ nói mấy câu, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Nếu có thể khiến ông cụ bình luận vài câu về tình thế hiện tại, thì không gì có thể mừng hơn thế. Phong Nhi, có thể gặp ông cụ hay không, cũng phải xem cơ duyên của cháu. Cháu không biết chứ, ở Bắc Kinh có rất nhiều cán bộ tham mưu cao cấp nhìn thấy ông ấy, theo vai vế mà nói, đều phải gọi ông cụ một câu tiền bối. Ngay cả ông nội cháu, cũng vô cùng kính ngưỡng ông cụ. Chỉ có điều ông ấy vẫn không có cơ hội được một lần gặp mặt ông cụ. Điều đó đã khiến cả đời ông ấy đều cảm thấy hối tiếc. Có thể nhìn thấy ông cụ là phúc phận, không thấy được ông cụ cũng không có cách nào, chỉ xem như cháu và ông cụ không có duyên phận. Ngay cả ông nội vì không thể một lần gặp ông cụ mà cảm thấy hối tiếc sao? Trong lòng Cổ Phong cảm thấy rất kinh ngạc, anh ta nghĩ ông nội cả đời oai phong một cõi, từ tầng lớp bình dân đi tới vị trí cao nhất. Đã trải qua bao nhiêu chìm nổi và tang thương, hẳn cả đời ông sẽ không tiếc nuối. Không ngờ, cả đời ông nội trải qua chiều dâng sóng dậy, có người nào chưa từng gặp, có chuyện nào chưa từng trải qua, vậy mà chỉ vì không thể gặp ông cụ một lần mà tiếc nuối. Nói như vậy, trọng lượng của ông cụ so với trong tưởng tượng của anh ta còn khiến người khác phải kinh ngạc hơn nữa. Không bao lâu, Quan Đắc đã trở lại, vẻ mặt thất vọng, lắc đầu. Quan Đắc đến đầu đường huyện Khổng. Tìm vài người qua đường, phát cho mỗi người 100 tệ, yêu cầu bọn họ ở khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm về một ông cụ từ bên ngoài tới sống ở huyện Khổng. Huyện Khổng là một huyện nhỏ ở trung tâm vùng đồng bằng, người bên ngoài tới cũng không nhiều lắm, hẳn là sẽ dễ hỏi thăm. Kết quả Quan Đắc tung ra 1.000 tệ,
tìm mười mấy người đi khắp thị trấn hỏi thăm không dưới mấy trăm người, từ 30 tuổi đến 80 tuổi đều hỏi qua một lần, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì, cũng không có ai biết có một người như vậy. Điều này chứng minh, cách này cũng không khả thi. Chẳng lẽ nói, ông cụ chưa từng xuất hiện ở huyện Khổng? Chẳng lẽ nói, thông tin bên phía Bắc Kinh đã sai sao? Quan Đắc nghi ngờ hỏi, Cổ Phong cũng không trả lời. Sau khi anh ta nhận được điện thoại của bà nội Cổ Ngọc, kỳ thật trong lòng đã có đáp án. Anh ta nhìn Quan Đắc nói. Đi, chúng ta đi một chuyến cuối cùng tới núi Bình Khâu ở cuối huyện Khổng. Núi Bình Khâu chỉ cách thị trấn khoảng 1-2 km, lái xe chừng 5 phút đồng hồ là tới. Xe dừng ở chân núi Bình Khâu, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trên cửa chính phía nam huyện Khổng có biển báo, trên mặt có ghi mấy chữ to đậm nét, Thiên Hạ Kỳ Sơn, núi Bình Khâu. Quan Đắc cười nói, tuy rằng tôi từng nghe nói về núi Bình Khâu, nhưng không đến mức được xưng là Thiên Hạ Kỳ Sơn. Nếu ngọn núi nhỏ cách mặt biển chừng mấy trăm mét này cũng có thể xưng là Thiên Hạ Kỳ Sơn, vậy thì Hoàng Sơn và Thái Sơn phải gọi là gì? Núi có danh tiếng không lớn, chưa chắc đã không phải là Thiên Hạ Kỳ Sơn. Quan Đắc, anh đã quên người xưa từng nói, núi không cao, có tiên thì có tiếng. Nước không sâu, có rồng thì linh. Quan Đắc cũng cười. Chẳng lẽ nói, trên núi còn có một phòng ốc sơ sài, bên trong thực sự có một lão thần tiên đang ở. Tuy nhiên cũng đừng nói, tôi nhớ vài năm trước, núi Bình Khâu có danh tiếng rất lớn, là khu thắng cảnh du lịch cấp quốc gia. Trong khoảng thời gian ngắn, nó đã trở thành thắng địa được không ít người tới thăm. Cũng có không ít lãnh đạo quốc gia cũng đã tới đây. Tuy nhiên hiện tại dường như đã lắng xuống. Tóm lại, mọi việc đều biến hóa theo sự thịnh suy bên trong. Núi Bình Khâu phát triển bởi vì một người, suy bại cũng là bởi vì một người. Ai, chẳng lẽ là ông cụ? Đúng vậy, tuy nhiên đó hẳn là một chuyện khác. Tôi tin rằng đó hẳn là một chuyện rất dài rất xa xưa cũng rất hấp dẫn. Đi nào, đi qua theo lối bên cạnh sườn núi kia. Con đường lên núi này lại dẫn tới một câu chuyện hoàn toàn mới. Tái bút núi Bình Khâu. Tuy núi Bình Khâu chỉ cao khoảng 300 mét, phạm vi rộng khoảng hơn 10 dặm, không tính là núi cao, lại càng không được tính là núi lớn, nhưng xung quanh đều là đồng bằng mênh mông không thấy bờ bến, đột ngột mọc lên một ngọn núi, cũng là một cảnh hiếm thấy. Nếu đi Quế Lâm, mọi người sẽ không cho rằng đất bằng có núi mọc lên là thần kỳ, vì Quế Lâm nhiều núi, nhìn quen cũng chẳng thấy có gì là kỳ lạ cả. Nhưng huyện Khổng lại không giống như vậy, trong huyện chỉ có một núi Bình Khâu. Thậm chí lấy huyện Khổng làm trung tâm, trong phạm vi vài trăm dặm, cũng chỉ có một ngọn núi này. Bởi vậy, tuy núi Bình Khâu không cao lại không lớn, nhưng vẫn như một cột trống trời đứng sừng sững giữa huyện Khổng, vô cùng kỳ lạ. Trong Sơn Hải Kinh có ghi lại rất nhiều ngọn núi lớn nổi tiếng. Hiện tại không ít ngọn núi đó đã không thể nhìn thấy. Núi Bình Khâu cũng là một trong những ngọn núi nổi tiếng được ghi trong đó mà ngày nay vẫn còn có thể chính mắt trông thấy. Nói là núi nổi tiếng có lẽ có hơi khoa trương một chút. Tuy nhiên ở thời kỳ xa xưa mà có thể được ghi chép trong Sơn Hải Kinh, thì có thể khẳng định núi Bình Khâu cũng có chỗ hơn người. Nói Bình Khâu là một núi nổi tiếng, chỉ bằng gọi núi Bình Khâu là một ngọn đồi. Cổ Phong đứng ở dưới chân núi, thấy đồng bằng vùng quê ở xung quanh làm nó nổi bật hẳn lên. Núi Bình Khâu có vẻ cao lớn hùng vĩ một cách khác thường. Thật chẳng khác gì người khổng lồ cao ngất. Hoa màu bốn phía giống như thiên quân vạn mã đang thần phục dưới chân. Mỗi lần gió thổi qua, hàng nghìn hàng vạn cây trồng đều xoay người gật đầu. Mà núi Bình Khâu ngạo nghễ đứng, giống như tướng quân trên sa trường đang thu chiến điểm binh. Cổ Phong liên tục gật đầu. Không tồi, không tồi, núi không cao, có phong cảnh thì nổi tiếng. Núi Bình Khâu muôn hình vạn trạng, quả đúng như lời đồn. Quan Đắc vẫn cảm thấy khó hiểu. Chủ tịch Cổ, tôi thấy làm gì có cảnh tượng gì đâu. Chẳng qua chỉ là một núi nhỏ vô cùng bình thường mà thôi. Cổ Phong cười lắc đầu. Hiện tại, tôi đã biết rõ vì sao mấy ông cụ ở Bắc Kinh thường chú ý tới những cán bộ tham mưu cao cấp là người đang huyện Khổng. Trước đây, tôi còn đặc biệt nghiên cứu về huyện Khổng, nhưng không phát hiện huyện Khổng có điểm gì khác thường. Hiện tại mới biết được, vì huyện Khổng có núi Bình Khâu, tất xuất hiện anh tài. Thần kỳ như vậy sao? Không phải thần kỳ, là thật sự, thiên nhiên là một bài ca ca ngợi về giang sơn gấm vóc. Từ trước tới nay, những nơi có non xanh nước biếc, chính là nơi nhân linh địa kiệt. Trong phạm vi trăm dặm chỉ có núi Bình Khâu. Núi Bình Khâu tụ tập linh khí của trời đất trong phạm vi trăm dặm,
thai nghén lâu, nhất định sẽ ứng nghiệm trên con người. Nếu anh từng đọc lịch sử sẽ biết, từ trước đến nay những nhân vật kiệt xuất đều gắn bó keo sơn với thiên nhiên. Tôi nghĩ, Quan Đắc vừa giúp Cổ Phong lên núi, vừa nói. Nhưng nghĩ không ra có nhân vật kiệt xuất nào trong nước là người của Huyện Khổng. Không cần suy nghĩ. Cổ Phong xua tay cười. Anh nghĩ cũng nghĩ không ra đâu, nhưng khẳng định là có. Chỉ có điều nếu chỉ xét lý lịch của người đó hẳn là nhìn không ra. Anh thử nghĩ rộng ra một chút, ngẫm lại xem có ai là người đan thành. Quan Đắc cúi đầu suy nghĩ, Cổ Phong lại mỉm cười. Hiện tại, đừng vừa đi vừa suy nghĩ thế. Chúng ta vừa lên núi vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường đi. Đang đầu mùa thu, cây cối trên núi Bình Khâu thật xanh tốt, phóng mắt nhìn lại, xanh tươi rậm rạp, trời mênh mông. Núi Bình Khâu nằm ở vị trí trung tâm đồng bằng, khí hậu lục địa ôn đới. Núi này lại không giống với hệ thống núi phía Nam, quyến rũ uyển chuyển đầy hàm súc, cũng không giống như hệ thống núi phía Bắc Trường Thành trống trải thê lương, mà có sự ôn hòa giản dị và khí thế của một người đàn ông, ung dung thản nhiên tích tụ sức mạnh, chờ thời cơ thì phóng lên cao. Núi Bình Khâu không dốc, bậc thang thoai thoải, ven đường là rừng rậm nguyên sơ, yên tĩnh mà sâu lắng. Hai bên đường đều có một khe suối. Đi ở giữa, người ta có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của thiên nhiên và tiếng nước chảy róc rách, cảm thấy tinh thần sảng khoái quên hết việc đời. Thật sự là chỗ tốt. Quan Đắc cảm nhận được tác dụng kỳ diệu trong đó, buộc miệng tán thưởng. Không ngờ núi Bình Khâu được khai thác, phát triển lâu như vậy, còn có thể duy trì cảnh quan nguyên thủy thế này, không hề bị ô nhiễm. Việc này thật không dễ dàng đâu. Ai có thể nghĩ được ở một vùng đồng bằng không có cảnh sắc gì lại có thể có một tòa bảo sơn như vậy. Thật đúng là ứng với một câu, người dưỡng ở khuê phòng chưa được biết tới. Cổ Phong cười, không nói gì, vẻ mặt lại nghiêm trọng thêm vài phần. Núi Bình Khâu đã từng rất phồn vinh, được khai thác, phát triển thành thắng cảnh du lịch. Thực sự đã mang lại hiệu quả và lợi ích kinh tế rất lớn cho Huyện Khổng. Nhưng sau này không biết vì sao lại đóng cửa. Từ đó về sau không còn người nào nhắc tới việc khai thác, phát triển núi Bình Khâu. Vì vậy, núi Bình Khâu liền phai nhạt trước tầm mắt của mọi người. Nhưng nghe nói từ đó đến nay đã mấy chục năm, hàng năm đều có một khoản tiền thần bí chuyển tới văn phòng quản lý núi Bình Khâu, dùng để giữ gìn quản lý núi Bình Khâu. Hiện tại núi Bình Khâu là một công viên thiên nhiên được mở miễn phí đối với mọi người bên ngoài. Nhưng bởi vì không sử dụng với lợi ích kinh tế, núi Bình Khâu đã qua được trào lưu khai thác và phát triển du lịch trong nước, hoàn toàn duy trì được sự yên tĩnh, bảo lưu lại một cảnh tượng thế ngoại đào nguyên mà hiện tại trong nước khó có thể thấy được. Phong cảnh trên núi Bình Khâu đều là phong cảnh tự nhiên, ngoại trừ khe suối ở bên cạnh đường mòn lên núi ra, ở những chỗ khác đều giữ lại được phong cảnh nguyên sơ. Ít người, phong cảnh lại tự nhiên, có thể khiến người ta cảm nhận được linh khí nồng đậm. Không trách được, không trách được. Tôi dám khẳng định ông cụ nhất định ở trên núi Bình Khâu. Quan Đắc hưng phấn một cách kỳ lạ, anh ta bị phong cảnh núi Bình Khâu kích động, nội tâm cũng kích động theo. Một nơi tốt như vậy, đổi là tôi cũng muốn ở lại một năm, năm rưỡi. Tưởng tượng xem, một gian nhà tranh dựa vào núi, cây thông già nửa gian, tôi nửa gian. Đói ăn quả trên núi, khát uống nước suối, không phải thần tiên cũng đắc đạo thành thần tiên. Ha ha! Cổ Phong cười. Anh cũng có lúc có hứng làm thơ sao? Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng. Năm đó ông cụ rời khỏi Bắc Kinh, đi vào núi Bình Khâu, ở ẩn ở một nơi thế ngoại đào nguyên như vậy. Một mình ở trên đỉnh núi, có cảm giác đã rời khỏi thế giới quen thuộc của mình. Người đang ở đỉnh núi, nhưng tâm ở Bắc Kinh. Anh nói, năm đó ông cụ nhìn thấy giang sơn đất nước hồng một mảnh, vô số người bị mất phương hướng, trở nên cuồng loạn. Ông cụ hẳn là bất đắc dĩ mà bi thương. Hay là cảm thấy thê lương mà than thở? Tôi cho rằng cũng không phải như vậy. Quan Đắc có vẻ đăm chiêu nói. Chắc ông cụ nghĩ, sau khi đại loạn, an ninh và trật tự nhất định sẽ được lập lại. Quốc gia loạn lạc, dân tộc hưng suy, chưa bao giờ vì ý chí cá nhân mà thay đổi. Không thể đem một họa lớn mà áp đặt lên một người. Mỗi một người trong đó cũng không thể trốn tránh trách nhiệm của mình đối với lịch sử. Cổ Phong gật đầu khen ngợi. Có kiến giải. Quan Đắc, anh cũng không đơn giản. Quan Đắc ha hả cười. So với chủ tịch Cổ, tôi còn kém xa. Tuy nhiên trước kia tôi thường xuyên thích suy ngẫm về lịch sử, cảm thấy lịch sử giống như một vở tuồng. Tất nhiên, diễn viên chính quan trọng. Nhưng, nếu diễn viên chính không được ưa thích,
cũng không diễn ra một vở tuồng hay. Nói cho cùng, mỗi một diễn viên chính đều phối hợp với nhau để thể hiện cảm nhận của nhân vật anh hùng. Nói đúng là, tốt hay xấu, đều do bản thân lựa chọn. Được nha, lời của anh rất có hương vị triết học. Cổ Phong cười ha ha, đi vào một cái đỉnh. Lúc này họ đã đi gần tới đỉnh núi. Anh ta đưa mắt nhìn bốn phía. Phong cảnh toàn huyện Khổng đều thu hết vào đáy mắt. Phía bắc là thị trấn với những nhà cao tầng nằm san sát. Phía nam là ruộng đồng mênh mông. Phía tây là một con sông nhỏ đang lấp lánh dưới ánh mắt trời. Phía đông là một thôn trang. Quả nhiên là một địa phương tốt. Vị trí núi Bình Khâu được thiên nhiên ưu đãi. Núi sông gắn kết với nhau lại tiếp khí đất. Quả thật là một địa phương được tạo hóa ban tặng. Đi, cố đi thêm vài bước nữa là tới đỉnh núi rồi. Chắc chắn sẽ có thu hoạch. Quan Đắc cười nói. Chủ tịch Cổ chắc chắn như vậy sao? Đúng, khi đi đến giữa sườn núi, tôi đã nghĩ, nếu là tôi cũng sẽ lựa chọn núi Bình Khâu để ẩn cư không ra ngoài. Núi Bình Khâu không có danh tiếng, sẽ không làm cho người khác chú ý, nhưng lại không thiếu linh khí, phong cảnh tuyệt đẹp, có thể cảnh đẹp ý vui. Hơn nữa, lại không xa không gần với Bắc Kinh, chỉ cách một đoạn đường hơn 400 km. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Quả nhiên là một chỗ địa phương tốt để chờ đợi một khởi đầu mới. Nhưng Cổ Phong lại lắc đầu, có vẻ khó hiểu nói. Nhưng vì sao, từ đầu đến cuối ông cụ Dung cũng không bước chân tới Bắc Kinh dù chỉ một bước? Hay là ông ấy đã vào Bắc Kinh nhưng không người nào biết, nên ông ấy thất vọng mà rời đi? Đến đỉnh núi rồi. Quan Đắc gieo mừng, từ chân núi Bình Khâu đi đến đỉnh núi cũng mất nửa giờ. Ngọn núi quả thật không cao lắm. Đỉnh núi là một khoảng đất bằng phẳng, đầy bụi cỏ và hoa tươi. Phóng mắt nhìn chung quanh, thấy nơi đây như một hoa viên trên không trung, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, trông thật rực rỡ. Tôi cũng không rõ. Quan Đắc cũng cảm thán nói. Khẳng định ông cụ Dung là người có hoài bão. Giả thiết ông ấy từng vào Bắc Kinh lại thất vọng mà rời đi, nên ông ấy ẩn cư luôn ở huyện Khổng không ra. Với tài học và tầm nhìn của ông ấy, nhất định sẽ khiến huyện Khổng xuất hiện người tài. Nhưng dọc đường đi, tôi nghĩ tới nghĩ lui. Dường như huyện Khổng chưa từng có một nhân vật nào có ảnh hưởng trên chính đàn trong nước. Đúng, vừa rồi, trên đường lên núi, tôi cũng từng nghĩ qua. Quả thật là như thế. Chẳng những huyện Khổng, mà ngay cả toàn bộ thành phố Đan Thành, cũng chỉ có một mình Tổng Bí Thư Hạ. Tôi cũng không rõ vấn đề nằm ở đâu. Cổ Phong nhìn ra chung quanh, lấy tay chỉ ra một đỉnh núi xa xa. Đi, đi xem đi. Không bao lâu, họ đã đi tới đỉnh núi đó. Cổ Phong cười nói. Có ý tứ, anh thấy cảnh tượng trước mắt ứng với câu nói nào. Quan Đắc nhìn một chút liền nói. Trên núi có núi. Vừa rồi lên đến đây đã thấy, trên núi có một cửa gỗ, phía sau cửa gỗ là một tiểu viện giống như thế ngoại đào nguyên. Trước cửa có một tấm biển, trên có ghi bốn chữ lớn. Không việc miễn vào. Cổ Phong gật đầu. Bốn chữ này và chữ viết trên cửa đều do một người viết. Xem ra, chúng ta có thể lập tức có được đáp án rồi. Cái này, Quan Đắc cảm thấy khó xử nói. Chủ nhân không muốn bị người ngoài quấy rầy, đã ghi rõ ràng không việc miễn vào. Chúng ta không phải không có việc. Cổ Phong tiến lên một bước, đẩy cửa gỗ, két một tiếng, cửa gỗ mở ra. Anh ta cao giọng hỏi. Có người không? Nhưng chỉ có tiếng gió thổi, tiếng chim hót. Lại không có tiếng người. Tiểu viện không lớn, có hoa có cỏ, có cây có trúc, yên lặng mà trống trải. Sự yên lặng mà hoang vắng, khe suối được dẫn vào trong viện, có nông cụ, cũng có một hòn đá mài vuông, giống như một bức tranh sơn thủy mộc mạc. Mọi thứ đập vào mắt đều có vẻ xưa cũ. Chỉ có một nhà tranh, trong nhà tranh, có một cây đại thụ xuyên qua gian nhà, bóng cây rậm rạp che kín nhà tranh. Cổ Phong không chần chừ. Lập tức kiềm chế sự kích động trong lòng, hướng về phía cửa gian nhà tranh, khẽ hỏi. Xin hỏi, có người ở đây không? Không có tiếng trả lời. Cổ Phong và Quan Đắc liếc nhau, dứt khoát giơ tay đẩy cửa ra. Cửa gian nhà vừa được mở ra, một luồng ánh sáng chiếu vào bên trong. Trong gian nhà trống không, không có cái ảnh nào. Ở một góc nhà là một cái giường, trên tường sạch sẽ như tờ giấy. Mặt đất bằng phẳng, đối diện cửa có một cái bàn. Trên bàn cũng không có vật gì khác, chỉ có một quyển sách nằm trơ trọi trên bàn. Cổ Phong tiến lên một bước, cầm lấy quyển sách, chỉ nhìn thoáng qua liền thở dài một tiếng. Ông cụ Dung đã, chúng ta tới chậm một bước rồi.
Tái bút quan vận. Quan Đắc hướng về phía trước, ánh mặt dừng lại trên bìa sách, là một quyển buộc chỉ đã ố vàng, không phải là loại văn bản in ấn, là dùng bút lông để viết, nét chữ cứng cáp viết hai chữ to quan vận. Chỉ có tên sách, không có tên tác giả, cũng không có giải thích thuyết minh dư thừa. Cổ Phong cầm sách trong tay, nhất thời thổn thức, lại nhìn quanh bốn phía, trong phòng chỉ có mười mấy mét vuông, đừng nói là giấu người, đến con chim nhỏ con thú nhỏ cũng không giấu được. Cổ Phong đi chuyến này không thể gặp được ông cụ Dung rồi, cũng may không phải là toàn bộ không thu hoạch được gì, còn có một quyển sách. Trong phòng không có ai, cũng không có bất kỳ điều gì có thể nhìn ra là có dấu hiệu người sống ở đây, trống rỗng, hiển nhiên đã rất lâu rồi không có người ở rồi, ngoại trừ mặt đất sạch sẽ và trên bàn không có chút hạt bụi được người quét định kỳ ra, nơi này, đã không có người. Đi, xuống núi thôi. Cổ Phong trước lúc bước ra khỏi gian phòng, trong lòng nói ra là trầm trọng hay thoải mái. Nói thật, anh ta đã hiểu được có thể không gặp được ông cụ Dung, lại sợ gặp phải bia mộ của ông cụ Dung, bây giờ tốt rồi, sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ còn lưu lại một ý niệm vĩnh viễn. Ông cụ Dung, Quan Đắc hỏi cẩn thận một câu. Ông lão thần long thấy đầu không thấy đuối, coi như ông cụ tránh không chịu gặp. Cổ Phong cũng là tự bản thân an ủi mình. Có lẽ ông ta ở chỗ sâu trong núi, đang nhìn chúng ta, cười mà không nói. Quan Đắc nghe xong, vội quay lại nhìn, bên người trời mênh mông một mảnh, rừng rậm cây cao, ngoài trừ tràn ngập một mảnh màu xanh, thì là thảm thực vật vô tận, đừng nói là có người ẩn thân trong đó, mười mấy người trốn sâu trong rừng rậm, cũng không nhìn thấy bóng người đâu. Khi xuống đến sườn núi, lại đi ngang qua cái đầm Bình Khâu. Tương truyền, năm đó Đại Vũ Trị Thủy đi ngang qua núi Bình Khâu, nhất thời khát quá, thấy núi Bình Khâu có suối, thế là uống luôn nước suối trên núi. Nước suối trên núi thanh liệt ngon miệng, Đại Vũ nhất thời không giải khát, liền cầm càn khôn trong tay xúc lên, nước suối trên núi liền trào mãnh liệt, tạo thành thác nước, lâu dần, ngay tại giữa sườn núi bồi thành cái đầm, tên là đầm Bình Khâu. Cổ Phong đi mệt rồi, ngồi trên tảng đá cạnh đầm. Uống một ngụm rồi đi, đi mệt quá, nhiệm vụ ở huyện Khổng hoàn thành rồi, cũng không cần vội xuống núi. Phong cảnh thật sự ở trên đường, không phải là điểm cuối. Quan Đắc gật đầu. Tôi đi dạo xem sao. Vẻ mặt không nói, kỳ thật trong lòng anh ta cũng có chút thất vọng. Anh ta còn muốn gặp ông cụ Dung hơn Cổ Phong, một nhân vật truyền kỳ của một thế kỷ, tài sản quý giá lớn biết nhiêu, nếu để ông cụ Dung chỉ điểm cho anh ta vài câu, chưa biết chừng nhân sinh của anh ta có thể rộng mở trong sáng thêm, muốn xem. Năm đó một vị cao nhân có thể kiến quốc ở thuở sơ khai có thể nhìn thấy tình thế trong nước phức tạp rắc rối, trong thế cục đã trong sáng hóa của bây giờ, nếu như chỉ điểm anh ta vài câu, con đường nhân sinh của anh ta sẽ thuận buồm xuôi gió biết bao nhiêu. Cổ Phong tự nhiên không biết được tâm tư của Quan Đắc, anh ta một là đi mệt rồi, hai là muốn dở quyển, quan vận, trong tay xem sao. Nội dung trong sách cũng là dùng bút lông để viết, từng nét chữ, đều là chữ viết thường nhỏ nhắn, ngay hàng thẳng lối. Không có dấu vết sửa xóa, bỗng chốc khiến Cổ Phong nhớ tới bài thi trạng nguyên thời xưa, cũng không nhìn thấy chữ sai và viết bừa. Câu mở đầu là con đường làm quan, 3 phần may mắn, 5 phần hậu thuẫn, 7 phần là vận hành và thao tác. Cổ Phong đột nhiên mắt sáng ngời, anh ta lần đầu tiên thấy một ý nghĩa khác đối với vận làm quan, thì ra chỉ có 3 phần là may mắn, lại có 7 phần vận hành và thao tác, có đạo lý, có ý mới. Cổ Phong lại vội vàng dở sang trang 2, muốn xem trong sách thảo luận nghiên cứu một tầng mới về vận làm quan, không ngờ khiến anh ta thất vọng là, nội dung trang thứ 2 không có tiếp tục giải thích con đường vận làm quan, mà là có tình tiết chuyện xưa. Huyện Khổng thuở sơ khai không gọi là huyện Khổng, mà gọi là huyện Bình Khâu, trong đời Triều Thanh vì tránh kiêng kỵ Khổng Khâu Húy, mới đổi tên thành huyện Khổng. Xuyên suốt mấy ngàn chữ tiếp theo, ghi lại tất cả là lịch sử và hiện trạng của huyện Khổng. Tương đương một bản ghi chép của huyện Khổng, Cổ Phong lắc đầu, một quyển sách hay, tên cũng không tồi, còn cho rằng là nói về vận làm quan hay là một câu chuyện hay, sao có thể thành bản ghi chép của huyện được. Lại lật vài trang, nội dung bản ghi chép của huyện cuối cùng kết thúc, văn trong sách vừa chuyển, bỗng nhiên thành tự sự. Ra Bắc Kinh tới nay, đã hơn 30 năm, lưu lạc nhân gian, ăn gió nằm xương, bốn bể đều là nhà, cũng có ý vị khác, quay đầu ngẫm lại. Nhân sinh một đời cây cỏ một thu, người theo đuổi chẳng qua là vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vì kế tục tuyệt học thánh hiền, vì vạn thế mở thái bình. Nhưng tâm của thiên địa là gì? Mệnh của sinh dân là gì?
mà tuyệt học thánh nhân đã tuyệt, cần gì phải tiếp. Vì vạn thế mở Thái Bình thì càng buồn cười, một người kế thừa triều đại không qua nổi 200-300 năm, nhân sinh thì càng là ngắn ngủi 100 năm, chăm lo tốt cho bản thân một đời đã là tốt lắm rồi, lại còn muốn biết vạn thế. Có điều là người tham tâm vọng tưởng buồn lo vô cớ, ta lưu lạc ở nhân gian sau hơn 20 năm, cuối cùng dừng chân ở huyện Khổng, cuối cùng lòng dạ thảnh thơi, cuối cùng tìm được một nơi có thể ký thác lý tưởng và chí khí của ta rồi. Ta cuối cùng hiểu ra, nhân sinh không đầy 100 tuổi. Không cần thường ôm ưu thiên tuế lâu lắm, không bằng xem sớm chiều. Từ giờ trở đi, ta muốn tài học của ta truyền thụ cho một người, cậu ta giống ta năm đó, lòng mang ý chí lo cho nước nhà, lại đau khổ không báo đáp được nước nhà. Thời đại bây giờ thay đổi rồi, thần đàn không thấy, chỉ cần bắt được cơ hội, một tên nhóc đầu cua không căn cơ, cũng có thể xuôi theo vận số làm quan, con thuyền vân du trốn quan trường. Vận số làm quan, từ hôm nay bắt đầu. Một người, cậu ta là ai vậy? Cổ Phong hoàn toàn bị câu chuyện hấp dẫn rồi, anh ta bây giờ đã có thể chắc chắn xác nhận, tác giả sách Quan Vận chính là ông Cụ Dung, thì là nói, Quan Vận trong tay, câu chuyện nhân sinh truyền kỳ và phấn khích một đời của ông Cụ Dung sẽ hiện ra ở trước mặt người. Cổ Phong dường như mừng đến phát điên. Lại xem mấy trang sau, vẻ mặt của anh ta thay đổi, xem thêm chút nữa, gã không nhịn được thở dài một tiếng. Sao lại có thể thế này? Ông Cụ Dung sẽ không thể lừa người, nhưng tại sao ông ta nói đến sự việc chưa từng phát sinh qua, không đúng, chỗ nào đó không đúng. Lại xem mười mấy trang sau, Cổ Phong đứng dậy. Quan Đắc, lập tức về kinh. Quan Đắc đang mê muội phong cảnh ở đầm Bình Khâu, suy nghĩ có nên xuống bơi lội hay không, vừa thấy vẻ mặt Cổ Phong không đúng, lập tức hỏi. Sao vậy? Tôi có nghi vấn trọng đại, chỉ có Tổng Bí Thư Hạ mới có thể giải đáp cho tôi, nhanh. Một khắc không dừng, lập tức quay về. Trên đường cao tốc một đoàn xe Mercedes-Benz từ Đan Thành tới thành phố Yến, đã không còn chiếc MPV Uno nữa. Uno đã nghiêng ngả từ thành phố Yến đến thành phố Đan, hỏng ở Đan Thành, Cổ Phong vừa tức vừa cười, vốn dĩ ký thác kỳ vọng cao với Uno, kỳ vọng làm thương hiệu tự chủ của xe ô tô trong nước có thể thay đổi hình tượng rẻ tiền. Không nghĩ vẫn là không ra gì, mới mở mấy trăm km thì hư rồi, tức giận Cổ Phong gọi điện cho nhà máy Trường An. Yêu cầu nhà máy trực tiếp đến thành phố Đan kéo xe về. Nếu nhà máy không đến, anh ta sẽ cho mười mấy con lừa thay phiên kéo xe, dù lặn lội đường xa hơn 1000 km quảng cáo miễn phí cho nhà máy. Cổ Phong trong lòng vô cùng căm tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Năm đó Ford Volkswagen và Volkswagen Thượng Hải lấy khẩu hiệu thị trường đổi kỹ thuật góp vốn mấy chục năm, kết quả đến kỹ thuật hộp số cũng không học được, thị trường lại lọt vào tay Volkswagen Đức. Chèn ép sinh tồn của sản phẩm ô tô trong nước không có không gian, nói trắng ra là, Ford Volkswagen và Volkswagen Thượng Hải chẳng qua chỉ làm con rối mấy chục năm cho Volkswagen Đức, bị Đức đùa bỡn như trong lòng bàn tay, bầy bố xoay vòng vòng. Còn thay xe Volkswagen Đức bóp chết thương hiệu sản phẩm trong nước. Thậm chí kiểu Ford của Ford Volkswagen sau khi áp dụng hộp số Volkswagen Đức còn khởi tố Ford Volkswagen xâm quyền, đích thực là rất nực cười. Nghĩ một hồi lâu về vấn đề xe hơi, Cổ Phong thu hồi suy nghĩ, trên đường đắm chìm trong, Quan Vận, nên nói rằng, Quan Vận ghi lại một chuyện phấn khích lạ thường và khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, chuyện là từ huyện Khổng bắt đầu, sau đó một đường thẳng tiến, một đường trải qua chìm nổi quan trường và đấu tranh lì kỳ, so với những thứ hạ tưởng trải qua còn thần kỳ và kinh tâm động phách hơn. Cổ Phong xem đến mê muội rồi, cũng không cảm thấy đường từ thành phố Đan đến thành phố Yến bao xa. Lộ trình hơn 400 km, anh ta dường như không nói qua một câu, hoàn toàn bị câu chuyện hấp dẫn. Đến Bắc Kinh rồi, vừa hay xem xong cuốn sách, sách không dài, có chút chuyện ghi chép lại tỉ mỉ, có chuyện chỉ dùng bút pháp xuân thu mà điểm qua, nhưng đại thể nói rành mạch nguyên nhân và kết cục sự việc, hình tượng nhân vật trong sách cũng rất sống động. Ông Cụ Dung dùng ngôi thứ nhất ghi chép Quan Vận, diễn viên chính không phải là ông Cụ, mà là một người trẻ tuổi khác, nhưng giống ông Cụ Dung ngày trước. Ông Cụ Dung lưu lạc nhân gian, làm một trong những phụ tá có công lớn khai quốc, trí tuệ chính trị của anh ta sau khi kiến quốc cũng không thua bất cứ một cán bộ tham mưu cao cấp nào, thậm chí không khoa trương nói, ông Cụ Dung nếu có cơ hội, ông có thể dựa vào thực lực một người chống lại 4 đại gia tộc nổi dậy. Đến ông Cụ Ngô năm đó được xưng là trí tuệ quan trường bậc nhất, trước mặt ông Cụ Dung cũng không sánh kịp, trước đó, Cổ Phong cho rằng trí tuệ quan trường của ông Cụ Ngô là đệ nhất. Thủ đoạn chính trị của Tổng Bí Thư Hạ là đệ nhất, nhưng sau khi xem xong Quan Vận, anh ta ngửa mặt lên trời thở dài,
chỉ tiếc ông cụ Dung sinh không gặp thời, nếu không, nếu như ông cụ Dung ở lại Bắc Kinh, năm đó bốn đại gia tộc hiển hách một thời có khả năng không còn tồn tại nữa. Nhưng cho dù ông cụ Dung không ở Bắc Kinh, ông ta có lưu lại nhân gian vài chục năm, lại đào tạo ra một nhân vật đứng đầu chính trị, cả quyền quan vận đều ghi lại câu chuyện này, đến quay xung quanh người này mà phát sinh lịch sử. Cổ Phong không phải không tin ông cụ Dung, nhưng anh ta thực sự không có cách nào tin được. Bởi vì dựa theo ghi chép của ông cụ Dung, trong mắt ông cụ, lịch sử phát triển chính trị và kinh tế trong nước có nhiều điểm không đúng, là mờ trên những sự kiện lớn, cũng không có sự xuất hiện của Hạ Tưởng. Theo suy tính, khi Hạ Tưởng đã trở thành lực lượng hậu bị sáng chói, câu chuyện trong sách của ông cụ Dung, dường như trong nước không có Hạ Tưởng này. Đây chính là chỗ Cổ Phong không hiểu nhất, cho nên anh ta mới vội về kinh, muốn đối diện thỉnh giáo rõ với Hạ Tưởng, rốt cuộc lịch sử ghi chép của ông cụ Dung và chân thực của lịch sử, tại sao lại có sự sai lệch lớn như vậy? Vội vàng đi vào nơi an dưỡng của Hạ Tưởng ở Bắc Kinh, Cổ Phong lập tức đẩy cửa đi vào, vừa thấy Hạ Tưởng đã nói. Ông nội, ông phải xem quyển, quan vận, này. Tái bút khởi đầu mới. Người đã từng oai phong một cõi, ảnh hưởng đến vô số người như Hạ Tưởng, lúc này đầu đã bạc, nhưng tinh thần khỏe mạnh, mặt mày hồng hào, đang luyện thái cực quyền trong khu vườn tràn đầy hoa thơm, cây xanh tùm, từng chiêu từng thế mức độ vững vàng, khi mở khép đã ẩn hiện khí chất bậc thầy. Hạ Tưởng sau khi lui về, ở tại Tịnh An Cư. Tịnh An Cư cây xanh tùm, hiếm có nhất chính là có không ít cây cổ thụ trăm tuổi đội trời đứng thẳng. Bắc Kinh trải qua bao nhiêu lần biến động vẫn có thể ở cùng với cổ thụ, thật sự là chuyện may hiếm có. Người sáng suốt có lẽ có thể thấy được, Tịnh An Cư cùng mấy khu vườn lớn xung quanh tuy rằng biến động rất lớn, nhưng bố cục dường như không thay đổi quá nhiều, rõ ràng vẫn là nhà của lão cổ năm đó. Đúng vậy, sau khi lão cổ qua đời, khu nhà thuộc về sở hữu của Cổ Ngọc. Cổ Ngọc không đến nhà ở được một ngày, cô sợ thấy cảnh động lòng, bèn dọn đến một biệt thự ở ngoại ô. Sau khi khu nhà để hoang mấy chục năm, Cổ Ngọc lại dọn vào. Sau đó Cổ Ngọc thường xuyên ra nước ngoài giao lưu văn hóa truyền thống Trung Quốc, cũng không đảm đương được việc dọn dẹp nhà, nên chuyển giao dưới tên Hạ Tưởng. Hạ Tưởng sau khi tiếp nhận, trải qua nhiều năm sửa sang và bố cục tỉ mỉ, đợi sau khi hắn lui về, thì bình yên vào ở. Tào Thù Lê không thường xuyên ở Bắc Kinh, có lúc ở thành phố Yến, có lúc ở Đan Thành, Tịnh An Cư chỉ có mình Hạ Tưởng ở. Người già đều sẽ nhớ lại chuyện cũ, Hạ Tưởng bèn học thái cực quyền, hơn nữa còn thái cực quyền Dương Thị chính thống từ quê hương. Lúc đầu, có rất nhiều người chen chúc muốn đến nhà thăm hỏi Hạ Tưởng đã lui về, hắn sẽ không tham lam lưu luyến quyền lực, ngay tại cửa dán một thông báo từ chối tiếp khách, tự mình đổi tên khu nhà thành Tĩnh An Cư, ý tứ chính là chỗ tĩnh tâm an dưỡng, sau đó, ai cũng ngượng ngùng không còn quấy rầy thanh tĩnh của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng rốt cục sau mấy chục năm lo toan sự đời, có thể thanh tĩnh an dưỡng, và hồi tưởng dư vị cuộc đời. Chuyện Cổ Phong tới huyện Khổng tìm cố nhân, Hạ Tưởng tự nhiên có biết, nói là cố nhân, kỳ thật hắn và ông cụ Dung vẫn chưa gặp qua một lần, lúc trước cũng không biết đến sự tồn tại của ông cụ Dung, thẳng đến nửa năm trước khi ông cụ mô tả thế, ông cụ đột nhiên tưởng niệm bản cũ, đem rất nhiều chuyện thầm kín năm đó nói với Hạ Tưởng, phần lớn đều là bí văn kinh thiên mà Hạ Tưởng chưa bao giờ nghe thấy. Mặc dù lúc ấy Hạ Tưởng đã thân cư địa vị cao, nhưng vẫn bị chân tướng lịch sử mà ông cụ Ngô nói ra làm cho khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được, trước không nói liệt sĩ nào đó được ca tụng là nhà cách mạng giai cấp vô sản vĩ đại, sau lưng việc ông ta tâng bốc vô hạn, trên thực tế chân tướng ông ta vì sự nghiệp giai cấp vô sản vĩ đại mà bị bắt sát hại chính là, ông ta năm đó bắt cóc hai vợ chồng ngoại quốc, đòi tiền chục chục ngàn tệ, kết quả đối phương không có tiền, đã bị ông ta tàn nhẫn chặt đầu sát hại. Theo sau bị chính phủ quốc dân phán tội mưu sát xử tử hình. Lịch sử vùi lấp chân tướng mà điểm tô đẹp hóa cho sự ghê tởm, việc nhỏ kể trên cuối cùng sẽ bị bao phủ bởi dòng lịch sử, chuyện xấu chuyện tốt sự khiêm tốn sự vĩ đại, toàn bộ đều đã là hạt bụi của lịch sử. Mà có số bí văn đề cập đến sau lưng lãnh tụ khai quốc, là một phần sự thật mà lịch sử không nhắc tới có lẽ sẽ vĩnh viễn mai một, khiến cho Hạ Tưởng gần như không thể tin được tai mình. Từng là lịch sử nước Cộng Hòa, sinh động một đám cán bộ tham mưu cao cấp, một đám cán bộ tham mưu cao cấp không ai biết đến sẽ không được ghi lại trong sử sách, bọn họ không có thân phận, không có địa vị, vừa không là thư ký cũng không phải trưởng ban thư ký, lại có lực ảnh hưởng đến lãnh tụ không gì sánh kịp, từ ảnh hưởng quyết sách đại kế quốc gia, đến sắp xếp thời gian mỗi chuyến xuất hành của lãnh tụ, thậm chí là vị trí đồ đạc tại nơi lãnh tụ ở,
VV, đều do một lời bọn họ mà định. Mà tín nhiệm của lãnh tụ đối với bọn họ, còn hơn cả thư ký hoặc là y tá, bọn họ từng là người lãnh tụ tín nhiệm nhất, tín nhiệm của lãnh tụ đối với bọn họ, vượt qua tất cả những người bên cạnh, tất cả mọi người đều luôn cung kính với lãnh tụ, không dám lớn tiếng nói chuyện, chỉ có bọn họ khi đề nghị đề xuất với lãnh tụ, không phải lấy giọng điệu thỉnh cầu hoặc là trưng cầu, mà là với thái độ bình đẳng đối thoại. Kỳ thật trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc, từ trước không thiếu những cán bộ tham mưu cao cấp ẩn thân sau lưng quân vương bày mưu tính kế, trong bọn họ, có người sử sách lưu danh, tỷ như Đông Phương Sóc, Nghiêm Quân Bình, Viên Thiên Cương, có người không nổi tiếng không tiếng tăm, nhưng vô số hoạt động sau lưng đế vương, không chỗ nào không lộ rõ sự tồn tại ẩn giật của bọn họ, tỷ như Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế Thái Sơn, tỷ như Võ Tắc Thiên cuối cùng lập thái tử họ Lý hơn nữa sau khi chết lập Vô Tự Bia. VV, ở sau lưng lịch sử để lại chỉ có bề ngoài cho hậu nhân, kỳ thật còn có ngụ ý. Nếu nói cao nhân sau lưng đế vương xa xôi không đủ để khiến Hạ Tưởng giật mình, dù sao cách hiện tại quá xa xôi, nhưng nghe được sau khi khai quốc còn có vô số cao nhân cùng loại hoạt động mạnh ở Bắc Kinh, thì khiến Hạ Tưởng mới nghe cũng là hoài nghi tính chân thực của những lời ông cụ Ngô nói, nhưng nghĩ lại với kiến thức và đối nhân xử thế của ông cụ Ngô, cũng không thể nói dối với hắn, hắn liền tiếp nhận chân tướng. Mặc dù có đôi khi chân tướng lịch sử so với sự tốt đẹp trong kém rất xa, nhưng chân tướng chính là chân tướng, có thể bị che giấu, nhưng sẽ không bị gạt bỏ và tồn tại vĩnh viễn. Về trí tuệ chính trị và chuyện cũ của ông cụ Dung, ông cụ Ngô nói rất nhiều, về phần quan hệ giữa ông và ông cụ Dung, tuy rằng tuổi tác chênh nhau không nhiều, lại có tình thầy trò. Ông cụ Ngô rất cảm thán nói một câu sâu lắng, Hạ Tưởng thẳng cho tới hôm nay vẫn còn văng vẳng bên tai. Khi ông cụ Dung rời khỏi Bắc Kinh năm đó, ông có một đệ tử nói sao cũng không chịu rời khỏi, nói là đang lúc gặp khai sáng thịnh thế, đúng thời điểm báo đáp cho nước nhà. Ông cụ Dung thở dài một tiếng nói, khai sáng thịnh thế vẫn còn sớm, Hồ Thích là nhân vật thông minh cỡ nào, vì sao phải lưu lạc. Đệ tử nói, thầy muốn làm Hồ Thích, con sẽ làm Ngô Hàm. Lúc ấy Hạ Tưởng còn hỏi, kết cục như thế nào? Ông cụ Ngô hỏi ngược một câu. Kết cục Ngô Hàm như thế nào? Hạ Tưởng thổn thức hồi lâu, nhất thời đau lòng khôn kể. Tới lúc tuổi già, Hạ Tưởng gần như quên mất chuyện của ông cụ Ngô đề cập ông cụ Dung trước kia, thẳng đến một lần có một ông lão đức cao vọng trọng đến Bát Bảo Sơn bái tế, bỗng nhiên lúc đó nhớ tới cố nhân, nước mắt giàn giụa, gần như choáng ngợp với nỗi buồn, không buồn ăn uống, chỉ muốn nhìn về Đông Sơn xa xôi, thành tâm hỏi một câu, cố nhân còn hay chăng? Tâm trạng sầu não của ông lão sẽ truyền nhiễm, năm đó mấy ông cụ chịu rất nhiều ân huệ từ ông cụ Dung, tự phát tụ tập cùng một chỗ, hồi tưởng lại chuyện cũ của ông cụ Dung năm đó, hoài niệm những lời giáo huấn của ông cụ Dung ảnh hưởng đối với cả đời bọn họ. Mấy ông cụ từng là nhân vật oai phong một cõi, khi tuổi già tóc bạc, uy phong năm đó không còn nữa, ai nấy lệ nóng chảy dài, thương cảm ân huệ của ông cụ Dung, lại có một người đau khổ quá độ mà ngất trên mặt đất. Tin tức truyền đến tai Cổ Ngọc. Mấy ông cụ hoặc là bạn tri kỷ của ông nội, hoặc là bạn thân của ông nội, cô ấy không thể không quan tâm. Tin tức cũng truyền đến tai Hạ Tưởng, mấy ông cụ đều là nhân vật cấp quốc bảo, không thể khiến bọn họ có chút tổn thất. Hơn nữa vừa lúc có lời dạy bảo của ông cụ Ngô ra năm đó, hứng thú của hắn được ông cụ Dung bỗng nhiên tăng thêm. Cuối cùng liền do Cổ Ngọc quyết định, để Cổ Phong tự mình ra mặt đi tìm tung tích ông cụ Dung, để tỏ lòng kính trọng ông cụ Dung, đồng thời cũng là để mấy ông cụ còn lại yên tâm, đến Cổ Phong cũng tự mình xuất động, khẳng định quyết tâm là mặc kệ như thế nào đều phải mang đến tin tức xác thực. Cổ Phong ra mặt, tạm thời trấn an tâm tình kích động của mấy ông cụ, sau khi Cổ Phong rời Bắc Kinh, mấy ông cụ luôn cứ gọi điện thoại tới hỏi thăm sự tình tiến triển thế nào, không dám trực tiếp quấy rầy Hạ Tưởng, lại trực tiếp gọi cho Cổ Ngọc. Sau một tuần Cổ Phong rời Bắc Kinh, cuối cùng đợi được Cổ Phong trở về. Khác với dự đoán của Hạ Tưởng chính là, Cổ Phong vừa không mang ông cụ Dung về, cũng không tra ra tung tích ông cụ Dung, thậm chí đến ông cụ sống hay chết vẫn không biết, lại chỉ mang về một quyển sách, một quyển Quan Vận, mang đầy sắc thái truyền kỳ và sự thăng trầm, chỉ lật xem vài lần, liền chìm vào suy nghĩ sâu xa. Ông nội, ông nói vì sao truyền ký ghi trong Quan Vận chưa từng phát sinh qua trong lịch sử ngoài đời thực. Ông xem ở đây, còn ở đây nữa. Những sự kiện lịch sử ghi lại này, với cấp bậc lúc đó của ông, hẳn là rất rõ, cháu không dám khẳng định có phải thật sự phát sinh qua hay không, ông có thể nói cho con biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hay không. Hạ Tưởng nhẹ nhàng khép lại,
Quan Vận cũng không trả lời vấn đề của Cổ Phong, hỏi lại. Cháu có thể xác định, Quan Vận, do chính tay ông cụ Dung viết. Có thể. Cổ Phong trả lời như đinh đóng cột, anh ta hiện tại lòng như lửa đốt, đối với ông cụ Dung, kính trọng như thần, nhưng lịch sử ông cụ ghi lại lại cố tình có sự lệch lạc nghiêm trọng với sự thật đã phát sinh, anh ta bức thiết muốn biết chân tướng. Mở rét sang cuối quyển, Quan Vận, ở gốc trang không gây chú ý có một hàng chữ nhỏ, anh ta chỉ cho Hạ Tường. Ông xem, cuối sách có ký tên, Dung Bán Sơn ký. Hạ Tường nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu. Chỉ một chữ ký, không thể nói rõ vấn đề, vậy đi, cháu cầm quyển sách đến cho mấy ông cụ xem qua, nếu bọn họ xác nhận là bút tích của ông cụ Dung, ông sẽ nói cho cháu biết vì sao lịch sử ghi lại tại đây và lịch sử thực tế có sự khác biệt. Cổ Phong không nói hai lời, cầm lấy quyển, Quan Vận, xoay người bước đi. Nhìn bóng dáng Cổ Phong biến mất ở ngoại viện, Hạ Tường thở phào nhẹ nhõm, lại đánh mấy chiêu thái cực quyền, khiến tâm tình hơi dao động bình ổn lại. Kỳ thật hắn không nói thật với Cổ Phong, khi lần đầu tiên nhìn thấy Quan Vận, hắn là có thể khẳng định là bút tích của Dung Bán Sơn. Sau khi đọc nội dung bên trong, hắn lại 100% kết luận, chuyện Dung Bán Sơn ghi lại toàn bộ là sự kiện chân thật. Hay cho một, Quan Vận, rung động đến tâm can muôn ngàn lần, hay cho một vở tuồng quan trường còn tuyệt vời hơn những gì với hắn trải qua. Hạ Tường hồi tưởng lại cuộc sống bốn bề sóng dậy bao la hùng vĩ trong, Quan Vận cảm thấy còn niềm vui tràn trề thoải mái hơn cả cuộc đời của mình. Hắn rất hâm mộ chàng thanh niên được Dung Bán Sơn coi trọng trong, Quan Vận, chàng thanh niên may mắn hơn hắn nhiều, cơ duyên tốt, hơn nữa, số làm quan cũng thuận lợi hơn hắn. Hạ Tường sở dĩ không nói cho Cổ Phong chân tướng. Là bởi vì sự xuất hiện của quyển, Quan Vận, liên quan đến một bí mật cực kỳ to lớn của bản thân hắn. Hắn là người tái sinh, ở không gian và thời gian hắn hiện tại, lịch sử đã bị viết lại, mà không gian và thời gian, Quan Vận, của Dung Bán Sơn, là một chuyện xảy ra ở một không gian và thời gian khác, chẳng qua là hai không gian và thời gian bởi vì sự xuất hiện của một quyển, Quan Vận, bất ngờ xuất hiện giao điểm. Đã lâu không quan tâm đến vấn đề không gian và thời gian. Hạ Tường đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn lên không trung, ở một không gian và thời gian khác, hắn vẫn là một kẻ thất bại không tiếng tăm, hắn không phải diễn viên chính, mà diễn viên chính là một chàng thanh niên khác được Dung Bán Sơn nhìn chúng và tỉ mỉ bồi dưỡng. Chuyện về chàng thanh niên kia, là một chuyện hoàn toàn mới, là một hành trình càng kinh tâm động phách, là một khởi đầu mới bắt đầu lại từ đầu. Khởi đầu mới, là một thời đại dưới sự bày mưu nghĩ kế của Dung Bán Sơn thuộc về chàng thanh niên kia. Là một thời đại đầy bão táp khiến cả người và thần mê hoặc, con đường chàng thanh niên đã đi, ngay cả Hạ Tưởng cũng là hâm mộ không ngừng. Khởi đầu mới, là một câu chuyện tuyệt luân đem con đường Quan Vận suy diễn đến tuyệt vời. Tái bút Hạ Tưởng vào huyện khổng. Đợi Cổ Phong cầm cuốn, Quan Vận, tìm mấy ông lão còn lại trong Bắc Kinh đích thân xem qua, sau khi xác nhận quả thật là bút tích của Dung Bán Sơn, nghi vấn trong lòng anh ta không giảm còn tăng, khẩn trương trở lại Tĩnh An cư. Trong lòng anh ta đã hiểu được, Hạ Tường kỳ thật đã sớm biết tác giả cuốn sách này quả thật là Dung Bán Sơn không còn phải nghi ngờ, thế nhưng lại cố ý bảo anh ta tìm một vài ông cụ xác nhận, sợ là có dụng ý khác. Tĩnh An cư cũng giống như lúc bình thường, ánh đèn sáng tỏ, xa xa liền thấy một bóng người đi lại trong phòng, đúng là Hạ Tường. Cổ Phong bước nhanh hơn, đẩy cửa phòng ra, lập tức sợ ngây người. Ông nội, ông làm gì thế? Trong phòng có hai người đang thu xếp đồ đạc bình thường Hạ Tưởng thích yên lặng, Tĩnh An cư rất ít có người ngoài quấy rầy, dù là thư ký, y tá và lái xe, cũng ở ngoại viện, hiện tại thư ký và lái xe lại đột nhiên xuất hiện ở nội viện, còn thu xếp bộ món quần áo tùy thân, Cổ Phong hiểu ra gì đó. Ông nội, ông muốn ra ngoài à? Ông muốn tới huyện khổng? Hạ Tưởng tang thương nói. Không chính mắt nhìn thấy Bình Khâu Sơn một lần, ông chết không nhắm mắt. Cổ Phong chấn động. Ông nội, ông đừng làm cháu sợ. Cổ Phong, ông nội không hù cháu. Hạ Tưởng hiền lành đưa mắt nhìn Cổ Phong một cái. Ông nội cả đời không có gì tiếc nuối, nhưng sự tình ông cụ Dung, ông nhất định phải tự mình đi một chuyến, có thể gặp được ông ấy hay không không quan trọng. Quan trọng là, ông nhất định phải tự mình leo lên Bình Khâu Sơn, hoài niệm cũng tốt, tưởng nhớ cũng tốt, coi như là một đại sự cuối cùng của kiếp này nhất định phải tự mình đi xử lý. Cổ Phong không thể lý giải Hạ Tưởng vì sao muốn đích thân tới Bình Khâu Sơn, có lẽ là tâm tư giống với đế vương cổ đại muốn trèo lên Thái Sơn mà phong thiệt, nhưng mặc kệ là loại nào, anh ta đều không yên tâm để Hạ Tưởng một mình tới đó. Cháu đi cùng ông nha, ông nội.
Không cần, ông tự mình đi được rồi. Hạ Tưởng phất tay, thái độ vô cùng kiên định. Ông đã quyết định, chỉ mình ông đi, cháu không cần khuyên. Còn nữa, cháu phụ trách chuẩn bị mấy chiếc ô tô bình thường không gây chú ý cho ông là được, cháu lần trước hình như lái chiếc Uno phải không? Uno, không tốt lắm đâu, ông nội, cháu là vì tránh tai mắt người khác, nhưng ông nội xuống đó có cần phải tạo thanh thế lớn hơn một chút. Cháu ngồi Uno không sao, ông thì ngồi không được hả? Cháu không phải nói Uno ngồi vừa thoải mái lại rộng rãi sao? Hạ Tưởng chắp tay sau lưng nói. Ông âm thầm đi xuống, cháu chuẩn bị thêm mấy chiếc, ông nghĩ xem. Cần 3 chiếc là đủ, ông cũng giống cháu, từ Đan Thành đổi xe, từ Bắc Kinh đến Đan Thành, thì ngồi xe khách cao tốc qua đó. Người ghìa rồi, đã lâu không vận động, hiện tại là nên hoạt động gân cốt. Tuy nhiên, trước khi ông đi, sáng ngày mai, cháu mời mấy ông lão Bắc Kinh qua đây một chuyến, nói là ông làm chủ đãi khách, muốn mời mấy vị tâm sự việc nhà. Cổ Phong biết sự tình ông nội đã quyết định, người bình thường đều khuyên được, liền một ngụm đáp ứng, vừa lúc Bắc Kinh Thái Bình đã lâu, do ông nội tổ chức một lần hội tụ, cũng là việc tốt khó được, tin rằng các ông cụ nghe xong, sẽ rất cao hứng. Sáng hôm sau, Tĩnh An cư yên ắng mười mấy năm đột nhiên trở nên náo nhiệt, vô số ông cụ đức cao vọng trọng từ các nơi Bắc Kinh kéo đến, hội tụ với nhau, ở thời tiết mát mẻ cuối thu, Tĩnh An cư nghênh đón thời Hoàng Kim đã lâu không thấy. Hạ Tưởng từ sau khi lui xuống, chẳng những tránh xa tầm mắt công chúng, cũng lui tới không nhiều với đám ông lão trong Bắc Kinh, sợ là thường xuyên tụ cùng một chỗ dễ gây chuyện thị phi, truyền ra ngoài, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến ý nghĩ của người chấp chính đương nhiệm. Nếu đã lui ra thì phải lui hoàn toàn, nên Hạ Tưởng chưa bao giờ tổ chức tụ hội gì đó. Hôm nay là lần đầu phá lệ, người không biết chuyện, còn tưởng rằng đại sự quốc gia gì đó, cần thảo luận vấn đề phương hướng lớn quốc gia gì đó, kỳ thật không phải, chỉ là vì một ông cụ truyền thuyết, Dung Bán Sơn. Trong những người tham dự hội nghị, gặp qua Dung Bán Sơn chỉ có 2-3 người mà thôi, nhưng người nghe nói qua sự tích Dung Bán Sơn, 10 thì có 6-7, người kính ngưỡng Dung Bán Sơn, 10 thì có 8-9. Dung Bán Sơn ở trong cảm nhận của mọi người, như thần thánh. Một ông lão thần bí chưa từng đảm nhiệm chức vị quan trọng, thậm chí không hề lưu lại dấu tích gì trong lịch sử, không ngờ có thể khiến cho các ông cụ đức cao vọng trọng từng oai phong một cõi, ảnh hưởng hướng đi chính trị trong nước mấy chục năm trịnh trọng tụ tập cùng một chỗ hoài niệm, là vinh quang cỡ nào. Là truyền kỳ nếu truyền ra ngoài sẽ gần như làm cho người ta không thể tin được. Nhưng truyền kỳ chính là truyền kỳ, có lẽ trong lịch sử nước Cộng Hòa, nhân vật truyền kỳ mà vô danh có rất nhiều. Trong các cán bộ tham mưu cao cấp năm đó, người duy nhất ở ẩn, và lại cả đời biệt vô âm tín trong chốn dân gian, chỉ để lại một cuốn quan vận, còn lại về nhân thân, hoặc chết hoặc tàn phế, bản lĩnh cả đời cứ vậy thất truyền. Nói cho cùng, các ông cụ đồng ý cuộc hẹn của Hạ Tưởng ngồi lại với nhau, chính là hoài niệm con người và khả năng dự đoán của Dung Bán Sơn, cũng là muốn biết Dung Bán Sơn lưu lạc dân gian, trải qua sương gió, một thân tuyệt học có bị thất truyền hay không. Tôi muốn đích thân đến huyện Khổng một chuyến, thay các ông hành hương. Hạ Tưởng đối mặt ánh mắt tha thiết của mấy ông cụ, vô cùng kiên định nói. Cho nên, các ông cứ an tâm, có gặp được ông cụ Dung hay không, tôi cũng sẽ mang về cho các ông tin tức các ông mong muốn. Mọi người vừa nghe Hạ Tưởng ở ẩn Bắc Kinh hơn 10 năm không dễ dàng dao động cũng bị kinh động, không ngờ muốn đích thân tới huyện Khổng một chuyến, mọi người đều chấn kinh. Nếu ông cụ Dung là còn tại nhân thế, Hạ Tưởng tới đó, ông cụ khẳng định sẽ không tiếp tục trốn tránh không gặp nữa. Trong đám người vốn cũng có người đối với ông cụ Dung không cho là đúng, cho rằng Dung Bán Sơn chẳng qua chỉ là một cán bộ tham mưu cao cấp năm đó mà thôi, hiện tại thời cuộc đã khác, ông ta chẳng qua là một ông lão già đời, sao lại không theo kịp sự tiến bộ của thời đại. Đáng để ông cụ hạ kinh động trong khi vô số người ngưỡng mộ cũng không thể với tới sao. Hạ Tưởng lại nói một câu khiến mọi người đang ngồi đều biến đổi sắc mặt. Sau 10 năm náo động, nếu ông cụ Dung đúng lúc quay về Bắc Kinh, bốn đại gia tộc sẽ không tồn tại, cho dù là ông cụ cổ, cũng phải cung kính gọi ông một tiếng ông cụ. Hơn nữa năm đó ông cụ Trịnh Công ngồi xe lửa xuống phía Nam, kỳ thật là nghe nói ông cụ Dung đang ở vùng phía Nam, ông cụ Trịnh Công tự mình đi tới tìm kiếm, kết quả vẫn là không tìm được. Mọi người đều người phi phàm, nghe xong lời này, cũng là ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời khiếp sợ. Dung Bán Sơn rốt cuộc là có bản lĩnh gì? Ông ta chỉ với thân phận bình dân mà kinh động một trong những người sáng lập nước Cộng Hòa, gần như là sự thật khiến người khó có thể tin. Sau khi tụ hội kết thúc,
Buổi tối, Hạ Tưởng lại cùng Cổ Phong bàn bạc lần nữa. Đối với sự kiện ghi lại trong quyển, quan vận, Hạ Tưởng vẫn không trực tiếp trả lời Cổ Phong, chỉ nói chờ hắn từ huyện Khổng trở về, tất cả sẽ rõ ràng rành mạch. Cổ Phong bất đắc dĩ, đành phải đồng ý. Ông nội, ông trên đường cẩn thận, cháu đã chuẩn bị chiếc MPV Uno là mẫu mới vừa xuất xưởng, động lực nâng cao không ít, hơn nữa dùng biển số Đan Thành. Uno là mẫu xe thông thường ở Đan Thành, có thể nói là đời xe Volkswagen, cho nên ông ngồi Uno, sẽ không làm người khác chú ý. Bất chợt dừng lại, Cổ Phong lại đề nghị. Ông nội, ông thực không cần cháu đi cùng sao? Không cần đâu cháu hẳn là thông hiểu tâm tư tưởng nhớ của một ông già gần trăm tuổi. Nhưng ông nội, ông cụ Dung hẳn là đã không còn tại nhân thế, ông cần gì phải uổng phí chuyến đi này? Ông chính là muốn tự mình đến huyện Khổng một chuyến, tự mình leo lên núi Bình Khâu. Ông đột nhiên nhớ tới, ở huyện Khổng còn có một vài cố nhân và chuyện cũ đáng để hoài niệm. Được rồi, Cổ Phong chỉ có thể đáp ứng. Hôm sau, Hạ Tưởng cùng đi với lái xe và thư ký, ngồi xe xuống phía nam. Chưa tới giữa trưa đã tới Đan Thành, Hạ Tưởng lại không hề dừng lại phút giây nào ở cố hương khiến hắn ấm ủ bấy lâu, cũng không đi tới thành ủy Đan Thành, mà là trực tiếp ngồi vào đoàn xe Uno mà Cổ Phong đã an bài, thẳng về hướng đông, tới huyện Khổng. Hạ Tưởng kỳ thật đã tới huyện Khổng, chẳng qua đến đi vội vàng, lúc ấy vẫn chưa lưu ý, càng không có ý dừng lại, thậm chí đối với núi Bình Khâu chỉ là nghe nói qua, sau đó gặp thoáng qua, lại không ngờ đến, núi Bình Khâu không danh tiếng, không ngờ lại có cao nhân ẩn cư tại đây. Chuẩn xác mà nói, Dung Bán Sơn không phải không nổi tiếng, ông cụ chẳng những nổi danh, mà còn đào tạo ra một nhân vật danh chấn toàn quốc, chú ý về xuất thân, bối cảnh đời sau, vô số người nghiên cứu bối cảnh của nhân vật lớn, đều cho rằng người đó là hậu nhân của danh nhân nào đó, hoặc là con rể của quan lớn nào đó, cuối cùng lại phát hiện, hoàn toàn không phải, người đó chỉ là một người bình dân, vững bước thăng chức, cuối cùng lên đến đỉnh cao, nhìn ra báo quát khắp nơi. Người đó chỉ là một ngọn núi Bình Khâu không tiếng tăm không danh tiếng, mà không phải là ngọn núi nổi danh nào đó. Người đó xác thực không có bối cảnh, lại có thể có số làm quan, thế nhân cũng không biết nguyên nhân là gì, mà hiện tại, Hạ Tưởng lại biết nguyên nhân, quan vận, nơi tay, ta có Giang Sơn. Hạ Tưởng tuy rằng đã là đầu tóc bạc phơ, nhưng khí lực sung mãn, không cần lái xe và thư ký nâng đỡ, tự mình trèo lên núi Bình Khâu. Đứng ở phía trên đỉnh núi. Nhìn xuống vùng Bình Nguyên, suy ngẫm đến sóng gió huyện Khổng ở một thời gian và không gian khác, tuy rằng chuyện đã nhiều năm, tuy rằng cùng với thời gian và không gian của Hạ Tưởng hiện tại có khoảng cách không thể vượt qua, nhưng vẫn làm cho hắn xúc cảm mênh mông, dường như lại đặt mình vào trong những năm tháng trai trẻ của sóng gió kích động. Thời thanh xuân thật tốt, Hạ Tưởng cảm thán thật lâu sau không chịu rời đi. Kỳ thật hắn đến núi Bình Khâu, không phải là vì muốn gặp được ông cụ Dung hắn sớm biết. Ông cụ Dung khẳng định là không gặp được, ông ta chỉ đang cười trong bão táp ở một thời gian và không gian khác cũng không phải vì hành hương. Hắn chỉ là muốn đích thân lên núi Bình Khâu, ngẫm lại ông cụ Dung năm đó, trong lúc cưới nói, cùng một chàng trai trẻ ở trên đỉnh núi nhìn về Sơn Xuyên, tay chỉ về Bắc Kinh, khởi bước từ một huyện đồng bằng nhỉ, thận trọng từng bước, quan vận hanh thông, cuối cùng bay thẳng trời cao. Cuộc đời không thể quay trở về, Hạ Tưởng rất mong có thể lại trở về lần nữa. Trở về những năm tháng nhiệt huyết sôi trào, trở về những năm tháng từng oai phong một cõi, nhưng hết thảy đều không có khả năng, hắn chỉ đứng trên núi Bình Khâu, nhìn ra huyện Khổng, tay cầm quan vận, khiến tâm tư chìm vào trong đó, rất có khả năng trùng hợp ở một thời không khác, hắn nghĩ, có lẽ sẽ có thể chính mắt nhìn thấy sự mở đầu của toàn câu chuyện trong, quan vận. Ai cũng không dám quấy rầy Hạ Tưởng, mặc hắn một mình đón gió, Hạ Tưởng trên mặt toát ra vẻ mặt cười nhạt mà vui mừng. Lúc này một tia nắng mặt trời dừng ở trên mặt hắn, dường như thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt, trên mặt hắn nếp nhăn biến mất không còn nữa, bỗng nhiên không sáng chói lòa lên, phát ra hào quang trước nay chưa từng có. Ồ, nhìn thấy được rồi, nhìn thấy được rồi, Hạ Tưởng dường như trở về những năm 90 của thế kỷ trước, hắn nhìn thấy bóng dáng một chàng thanh niên đi vào trụ sở huyện ủy huyện Khổng, mà ở ngoài cửa trụ sở, một ông lão mỉm cười đứng đó, dõi mắt theo bóng dáng chàng thanh niên. Hiền lành mà bình yên. Câu chuyện, cứ như thế bắt đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chuyện quan thần, Hạ Tưởng.